Trò chơi hệ chữa trị của tôi chương 513, tối nay cô ta sẽ đến tìm tôi. Hàng Phi, đang truyền hình trực tiếp đó, chú ý một chút. Đạo diễn Trương khẽ chạm vào Hàng Phi, vừa rồi ông lén lút nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động của hắn, khá lắm, mấy tấm hình hiện trường giết người kia suýt chút nữa đã tiễn ông đi mất. Vâng à, anh biết cậu đang chuẩn bị cho kịch bản tiếp theo của chúng ta, nhưng đừng quá ép bản thân, thỉnh thoảng cũng hãy thư giãn một chút. Đạo diễn Trương nhìn Hàng Phi với vẻ ngưỡng mộ, loại diễn viên như Bạch Trà căn bản không xứng được gọi là kính nghiệp, một người cống hiến hết mình cho vai diễn như Hàng Phi, mới có thể nói là một diễn viên thực sự. Hàng Phi biết đạo diễn Trương đã hiểu lầm mình, nhưng cũng không nói gì, chỉ cười cười. Liên hoan phim vẫn đang tiếp tục diễn ra, các giải thưởng lần lượt được công bố, tiểu thuyết gia huyền nghi bất ngờ đoạt giải phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn Trương cũng giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất, sau 3 năm, ông lại chứng tỏ được bản lĩnh của chính mình, gần vẫn là già mới cay. Dần dần, liên hoan phim đã đến cao trào, cuộc tuyển chọn nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay rất khốc liệt, 6 người được đề cử đều có thực lực và được yêu thích. Một giây trước khi kết quả được công bố, không ai biết ai sẽ giành giải thưởng cuối cùng, công chúng đang mong chờ, toàn mạng đang theo dõi. Bạch Hiển bám chặt vào tay vịn của ghế, anh đã ở tuyến hai quá lâu, cũng đã hụt mất 5 năm rồi ngoài miệng nói không quan tâm nhưng trong thâm tâm anh ấy thực sự khao khát sự công nhận đó vào thời điểm công bố nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất độ phổ biến của phòng livestream của liên hoan phim cũng đạt mức cao nhất lập kỷ lục về độ nổi tiếng chưa từng có ở các kỳ trước khi giám khảo cuối cùng bình chọn kết quả cuối cùng xuất hiện trên màn hình lớn nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay không phải từ chấn cũng không phải là bạch hiển mà là một diễn viên tuyến đầu kỳ cựu 8 trong số 18 giám khảo đã chọn anh ta, từ chấn được 4 phiếu, còn Bạch Hiển chỉ được 1 phiếu. Năm ngoái còn được 3 phiếu. Lúc ra kết quả, Bạch Hiển tựa lưng vào ghế thở ra một hơi, anh có chút cứng ngắc vỗ tay tán thưởng theo mọi người. Đạo diễn Trương lặng lẽ an ủi Bạch Hiển, nhưng anh ấy chỉ lắc đầu với nụ cười gượng gạo trên khóe miệng. Hôm nay chỉ có đoàn phim của chúng ta bội thu thôi. Sốc lại tinh thần, Bạch Hiển cố gắng nói đùa với mọi người, anh ấy cũng cổ vũ cùng với các diễn viên khác, nhưng thần sắc có phần cô đơn. Thực ra khi anh ấy quay những phân đoạn đối đầu với hàng phi trong tiểu thuyết gia Huyền Nghi, đã cảm nhận được là một diễn viên tuyến hai hàng đầu, anh ấy đôi khi bị hào quang của hàng phi dẫn dắt, với tư cách là nhân vật chính, anh ấy tuyệt đối không được để cướp mất hào quang của mình bởi một vai phụ. Sau khi giải nam nữ chính xuất sắc nhất được công bố, liên hoan phim đã bước sang nửa sau, sau đó là một số giải thưởng nhỏ cũng như các tiết mục ca múa nhạc và những thứ tương tự. Trời đã tối, Hàng Phi lại nhận được một cuộc gọi từ lệ tuyết, hắn lẻn ra khỏi hội trường với chiếc cúp với lý do cảnh sát đang tìm mình để nói chuyện. Vẫn là không khí bên ngoài tốt hơn. Tìm một nơi yên tĩnh, Hàng Phi trả lời cuộc gọi của lệ tuyết, em có thể gặp gia đình nạn nhân được không? Chị và lãnh đạo đều muốn giúp em, nhưng rất tiếc, gia đình nạn nhân của hai vụ án đó đều đã chết. Đều đã chết, Chuyện xảy ra khi nào vậy? Vài năm sau khi vụ án xảy ra, bọn họ sống không được tốt, chìm trong đau buồn. Bố mẹ của nạn nhân nữ đầu tiên bởi vì tinh thần quá căng thẳng, cộng thêm sức khỏe yếu nên đã chết trong bệnh viện. Nạn nhân nam thứ hai, vợ anh ta không thể chịu đựng nổi kích động đến phát điên, sau đó hàng xóm tìm được thi thể của người phụ nữ. Lệ Tuyết không giấu hàng phi chuyện gì, sao đột nhiên em lại quan tâm đến những vụ án phẫu thuật thẩm mỹ? Hiện tại em có một phỏng đoán vô cùng khủng khiếp, nhưng trước khi có bằng chứng, em không dám tùy tiện nói. Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ có thể liên quan đến vĩnh sinh pharmaceutical, phàm là những chuyện có liên quan đến nhân vật lớn như vậy, đều phải hết sức thận trọng mới được. Em bây giờ nói chuyện càng ngày càng giống mấy thám tử tư rồi đó, hàng phi, chờ sau khi bắt được cánh bướm, chị vẫn hy vọng em hãy yên tâm làm một diễn viên, bắt tội phạm quá nguy hiểm, thiên phú này của em cứ đặt vào diễn xuất là được lệ tuyết cũng nghiêm túc chân thành thuyết phục cô lo lắng hàng phi sẽ càng ngày càng lún sâu nhưng cô không biết hắn đã sớm rơi vào địa ngục rồi em sẽ chú ý hàng phi nhận được tin tức do lệ tuyết gửi đến cẩn thận đọc tình hình của từng nạn nhân tất cả nguyên nhân tử vong của nạn nhân đều khác nhau nhưng có một điểm chung của hiện trường đó chính là sự hiện diện của các mảnh vỡ có cái là cốc thủy tinh trong suốt bị đập vỡ có cái là kính cửa sổ bị ném vỡ lại có cái là mặt gương vỡ vụn đầy đất. Tất cả nạn nhân đều có những thứ xung quanh có thể phản chiếu chính bọn họ, chẳng lẽ thực sự là bàn tay của người phụ nữ không mặt. Cánh bướm giết người không bao giờ đích thân ra tay, dựa vào ám hiệu tâm lý từng bước đùa dẫn chết con người, ba hận ý của bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ dường như lại khác, những tên này giết người theo những cách khác nhau, cần đặc biệt chú ý. Hàng Phi, hút thuốc không? Hàng Phi đang suy nghĩ vấn đề thì phía sau đột nhiên có giọng nói của Bạch Hiển, nhìn thấy anh ấy cầm bao thuốc đi tới bên cạnh. Em không hút thuốc. Thế em đến khu vực hút thuốc làm gì? Bạch Hiển chỉ vào tấm biển bên cạnh rồi tự mình châm một điếu, anh thấy em không hút thuốc, không uống rượu, không yêu đương, vậy bình thường em giải trí như thế nào? Chơi game. Hàng Phi cất điện thoại di động, kỹ năng diễn xuất của em được rèn giũa trong trò chơi mà ra. Nghe đến đây, tai của Bạch Hiển vĩnh lên, chơi game mà vẫn có thể trau dồi kỹ năng diễn xuất sao? Ít nhất ở nơi đó, anh có thể hoàn toàn giải tỏa cảm xúc của mình. Hàng Phi không nói dối, nhốt một người sống và một lệ quỷ chung trong phòng, nói với anh ta rằng chỉ khi đóng vai bạn của lệ quỷ mới có thể sống sót, đại đa số mọi người đều sẽ vắt kiệt sức để diễn xuất với lệ quỷ. Bị em nói đến mức anh cũng muốn thử rồi. Bạch Hiển khá xúc động, anh nói xong lại thở dài, liên hoan phim này vẫn ảnh hưởng khá lớn đến anh. Năm trước anh đã giành được hai phiếu. Năm ngoái giành được 3 phiếu, mặc dù không giành được giải thưởng, nhưng mỗi năm cũng coi như đều có tiến bộ, năm nay thành tích của anh chỉ được công nhận bởi một vị giám khảo. Anh Bạch, không phải những giám khảo đó không công nhận anh, mà là quá khó để lựa chọn, các diễn viên được đề cử năm nay đều rất mạnh. Vẫn là kỹ năng diễn xuất của mình còn kém một chút, kỹ năng diễn xuất cấp bậc thầy trở xuống chỉ cần nỗ lực là đủ rồi, muốn trở thành bậc thầy thì vẫn phải có đủ thiên phú nữa mới được. Bạch hiển vô cùng suy sụp anh bạch anh chính là loại diễn viên vừa chăm chỉ vừa có thiên phú mà em nghĩ anh chính là đang thiếu một bước ngoặt chuyển tiếp hàng phi nghiêm túc nói không biết anh có chơi game cuộc sống hoàn hảo không chơi chứ anh đóng phim quá mệt buổi tối thường ngủ trong máy chơi game đến cuộc sống hoàn hảo để thư giãn bạch hiển như nhận ra điều gì đó không phải em định nói trò chơi đó có thể rèn luyện kỹ năng diễn xuất đấy chứ thực sự có thể kỹ năng diễn xuất của em là được mài dũa từng bước trong trò chơi mà ra. Còn có phương pháp này nữa sao? Vậy thì chúng ta có thể chơi cùng nhau. Em hãy dẫn dắt cho anh, ID trò chơi của em là gì, anh sẽ thêm em làm bạn bè. Bạch Hiển cầm điếu thuốc, nhưng mãi vẫn chưa châm lên. Không cần kết bạn, đến lúc đó em gọi anh là được. Hàng Phi cười mỉm, ra hiệu anh Bạch hãy bình tĩnh. Vậy thì em không được quên đâu đấy. Sẽ không đâu. Hàng Phi cũng không ngờ Bạch Hiển lại dễ dàng đồng ý như vậy. Bạn chí cốt, đi, anh lái xe đưa em về. Bạch Hiển cất điếu thuốc đi, anh bình thường cũng không mấy khi hút thuốc, chủ yếu là vì hôm nay tâm trạng không tốt. Sau khi chào hỏi đạo diễn trương, Bạch Hiển dẫn Hàng Phi rời đi từ cửa sau của hội trường. Khi Bạch Hiển đi lấy xe, điện thoại di động của Hàng Phi lại rung lên, đồng tử khẽ co lại sau khi nhìn thấy ai đi người gọi. Người gọi hắn tên là Sẹo Xấu, trước đó Lý Tổng đã mời người đàn ông này đến Bách Hương Các để kể cho Hàng Phi và những người khác câu chuyện kinh dị liên quan đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ. Hàng Phi có ấn tượng sâu sắc đối với sẹo xấu, nhưng vì gần đây bận rộn nên vẫn chưa chủ động liên lạc với đối phương. Sau khi trả lời cuộc gọi, Hàng Phi còn chưa nói gì, một giọng nói lạnh lùng đã truyền đến trong điện thoại. Không phải tôi đã nói với cậu, ngày hôm sau nói một số chuyện đó sao? Nhưng anh cũng không gọi cho tôi mà hàn phi tìm một nơi yên tĩnh ít người hơn có điều tôi cũng hiểu khó xử của anh mấy ngày nay tôi vẫn luôn tra cứu những vụ án liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ những vụ án cách đây mấy năm quả thực đầy rẫy những điểm nghi vấn bây giờ không chỉ nạn nhân mà cả gia đình nạn nhân đều đã chết rồi nghe được lời nói của hàn phi sẹo xấu phát ra tiếng cười khó nghe xem ra tôi đã không tìm nhầm người chúng ta hãy nhanh chóng gặp mặt đi tôi cảm thấy mình không còn bao nhiêu thời gian nữa những thứ đó hình như đã tìm đến tôi rồi tìm đến anh. Hiện tại anh đang ở đâu? Tôi lập tức qua đó. Phía bắc ngoại ô Tân Hổ, vị trí chính xác, chờ sau khi cậu gần đến tôi sẽ nói cho cậu biết. Sẹo xấu cúp điện thoại, lúc này Bạch Hiển cũng vừa hay lái xe đi tới, lên xe, anh đưa em về. Anh Bạch, anh về nhà trước đi, em phải đến phía bắc ngoại ô Tân Hổ có việc. Hàng Phi nhìn điện thoại, đã 7 giờ 50 tối, nếu mọi chuyện suôn sẻ, hắn hẳn có thể về nhà trước 12 giờ lại có việc bạch hiển rùng mình một cái nhưng vẫn nói với hàng phi bởi vì liên hoan phim khu vực này không cho phép ô tô từ bên ngoài vào thôi để anh đưa em đến đó tốc chiến tốc thắng ban đêm chúng ta còn có thể cùng chơi game cũng được vậy lần này anh hãy ở trong xe đi hàng phi lên xe của bạch hiển bọn họ cùng nhau chạy đến vùng ngoại ô phía bắc liên hoan phim được phát sóng trên các màn hình chiếu ảo hai bên đường Hàng Phi là con ngựa ô bất ngờ nhất năm nay cũng trở thành một trong những chủ đề nóng, hắn đã đứng vững trong giới diễn viên tuyến ba. Các phóng viên và nhân viên truyền thông bàn tán xôn xao về Hàng Phi, chờ được phỏng vấn hắn, nhưng hắn đã vội vã đến vùng ngoại ô phía bắc để điều tra vụ án. Bạch Hiển nhìn rõ tất cả mọi thứ, từ thành phố thông minh ồn ào nhất đến vùng ngoại ô phía bắc hoang vắng và vắng vẻ nhất, anh có một cảm giác không chân thực. Sau khi lái xe mất 40 phút, Bạch Hiển và Hàng Phi mới đến nơi lúc này hàng phi lại gọi cho sẹo xấu dưới sự hướng dẫn của đối phương hắn đã tiến vào một khu nhà ở những người trẻ tuổi đều đã đến khu đô thị chính ở ngoại thành phía bắc có ít cơ hội việc làm này rất ít người sau khi trời tối nhiều khu nhà ở tối tăm những tòa nhà được xây dựng như điên trong quá khứ giờ đã trở thành những chiếc vỏ rỗng lạnh lẽo giống như một hũ tro cốt lớn vậy chiếc xe sang trọng của bạch hiển lạc điệu với những tòa nhà xung quanh vì điều kiện đường xá kém nên anh không dám lái quá nhanh đến rồi, chính là ở đây. Hàng Phi xuống xe, cầm điện thoại di động đi vào tòa nhà dân cư trước mặt. Toàn bộ tòa nhà không có ánh sáng, dường như nó đã bị bỏ hoang từ lâu. Đẩy mở cánh cửa sắt dẫn xuống tầng 1, Hàng Phi men theo cầu thang bước xuống. Có ánh sáng ở cuối hành lang tối tăm, Hàng Phi lấy điện thoại di động ra, gọi lại cho sẹo xấu. Lần này, tiếng chuông điện thoại vang lên ở dưới tầng hầm. Cảnh giác cao độ, Hàng Phi di chuyển từng chút một đến hướng nhạc chuông điện thoại vang lên, hắn tránh rác rưởi trên mặt đất ra, đi tới cuối tầng hầm. "Cậu đến rồi." Một giọng nói u ám vang lên từ sau lưng Hàng Phi, sẹo xấu ẩn dưới lớp áo choàng đen cẩn thận nhìn chằm chằm hắn, đem tất cả những thứ có phản chiếu trên người cậu đặt ở đây, điện thoại di động, thắt lưng, giày da, cúc áo đều không được. Hàng Phi làm theo lời dặn, sau khi xác nhận không có gì phản chiếu trên người hắn, sẹo xấu đưa hắn đến một căn phòng ở cuối tầng hầm tường sàn và trần của căn phòng này đều được sơn màu đen mọi thứ trong phòng đều có bề mặt rất nhám để đảm bảo không phản chiếu ánh sáng ngồi bên đống lửa này đi ở đây sẽ ấm hơn một chút nơi sẹo xấu sống không có đèn chỉ có một bếp lò chiếc điện thoại mà anh ta sử dụng cũng là loại điện thoại được chế tạo đặc biệt cho người mù thậm chí đến màn hình cũng không có sau khi cho thêm một ít củi vào bếp sẹo xấu ngồi trước mặt hàng phi cậu có phiền không nếu tôi cởi mũ ra? Dù sao thì trong tôi cũng hơi đáng sợ. Không sao đâu, tôi đã nhìn thấy tất cả các loại thi thể khiếm khuyết, sớm đã quen với điều đó rồi. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một câu trả lời thoải mái như vậy. Sẹo xấu cởi áo choàng đen ra, đóng chặt cửa và đảm bảo rằng mình không mang theo bất kỳ vật phản chiếu nào, rồi anh ta mới thở vào nhẹ nhõm. Anh làm nhà mình thành như thế này, có lẽ là để tránh người phụ nữ không mặc chỉ xuất hiện trong gương đúng không? sau khi hàng phi nói hai chữ người phụ nữ không mặt sẹo xấu hiển nhiên trở nên căng thẳng anh ta có vẻ sợ hãi nhìn xung quanh sau đó nhẹ nhàng gật đầu không hổ là thợ săn tiền thưởng đã giúp cảnh sát giải quyết nhiều vụ án như vậy cậu vậy mà đến người phụ nữ không mặt cũng đã tra được ra rồi anh muốn nói với tôi chuyện gì hay là nói anh muốn tôi giúp anh như thế nào mấy năm nay tôi đều trốn trong tầng hầm cố gắng không ra ngoài nhưng không biết tại sao vẫn bị cô ta tìm thấy rồi sẹo xấu đẩy củi trong bếp bằng một thanh sắt, bên trong có mấy chiếc giày trắng còn chưa cháy hết hoàn toàn. Tôi có rất nhiều rất nhiều tiền, chỉ cần cậu giúp tôi một việc, số tiền đó tôi đều cho cậu hết. Hàng Phi nhìn chầm chầm sẹo xấu, chờ đối phương tiếp tục nói. Rất đơn giản, lát nữa nếu như người phụ nữ không mặc xuất hiện, cậu hãy ở cùng tôi trong một căn phòng. Giả sử tôi chết rồi, cậu hãy dùng sức ảnh hưởng của mình trong cảnh sát, giúp tôi điều tra rõ ràng người phụ nữ không mặc kia đến cùng là thứ gì, tiện thể báo thù giúp cho tôi và vợ tôi ngữ khí sẹo xấu rất chậm điều này anh ta dường như đã suy nghĩ trong một thời gian dài anh đang nói dối hàng phi không chút khách khí nói anh chắc là muốn tôi làm kẻ chết thay của anh chờ sau khi người phụ nữ không mặc giết chết tôi anh sẽ lại nhân cơ hội trốn đi tiếp tục trốn ở một nơi khác sẹo xấu rung lên một cái nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ít nhất có một điểm tôi không nói dối cậu người phụ nữ không mặc đó sẽ đến tìm tôi đêm nay ngọn lửa bùng cháy trong căn phòng tối ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt của hàng phi và sẹo xấu cậu là một người ghét cái ác như kẻ thù tinh thần trọng nghĩa rất cao tôi biết chỉ cần nhờ cậu có xác suất cậu sẽ tới đây sẹo xấu nhìn ngọn lửa duy nhất trong bóng tối không có ai tin lời tôi nói nếu cứ tiếp tục như thế này tôi nhất định sẽ chết vậy là anh đã tìm đến tôi anh cảm thấy tôi sẽ đồng ý một yêu cầu kỳ lạ như vậy của anh à hàng phi phát hiện rất nhiều người đã hiểu lầm mình hắn không ngừng hỗ trợ cảnh sát phá án để tồn tại trong thế giới tầng sâu vì để giúp hàng xóm báo thù rửa hận tôi biết cậu rất quan tâm đến những chuyện đã xảy ra trong quá khứ tôi có thể nói cho cậu biết bí mật thực sự sẹo xấu nghiến răng do dự hồi lâu mới nói chuyện này có liên quan đến vĩnh sinh pharmaceutical vĩnh sinh pharmaceutical Tôi có thể cảm nhận được người phụ nữ đó tối nay sẽ đến. Chỉ cần cậu ở cùng phòng với tôi trước 12 giờ, tôi sẽ chia sẻ tất cả bí mật với cậu. Vẻ mặt khẩn cầu hiện lên trên khuôn mặt của sẹo xấu, tiền bạc, sự thật, bí mật liên quan đến vĩnh sinh pharmaceutical. Chẳng lẽ ba thứ này cộng lại cậu vẫn chưa đủ động tâm sao? Tôi có thể ở cùng với anh, cũng có thể giúp anh, nhưng anh phải nghe lời và hành động theo yêu cầu của tôi. Hàng Phi vốn dĩ cũng không chuẩn bị rời đi, nhất là sau khi đối phương nhắc đến vĩnh sinh pharmaceutical được nhất ngôn vi định để biểu thị thành ý sẹo xấu quyết định nói với hàng phi một điều trước để chứng minh rằng mình không nói dối nữa vĩnh sinh pharmaceutical không sạch sẽ như bề ngoài mọi người thấy bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ tư nhân lớn nhất ở tân hổ chính là bọn chúng mở ra hơn nữa hoạt động kinh doanh của bọn chúng không chỉ bao gồm ngoại hình mà còn cả cải tạo phương diện tính cách ý thức những chuyện này tôi đã biết rồi hiện tại điều tôi tò mò là làm sao anh lại biết được những chuyện này ánh mắt hàng phi xuyên qua ngọn lửa nhìn chằm chằm sẹo xấu hai bên nhìn nhau hồi lâu sẹo xấu dường như biết mình không thể nói dối hàng phi cuối cùng nói ra sự thật tôi quả thực là một bác sĩ rất giỏi chỉ có điều tôi làm việc cho vĩnh sinh pharmaceutical tôi cũng là một trong những người phụ trách bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ ở ngoại ô kia tôi tận mắt chứng kiến tất cả mọi người đều thay đổi từ thiên thần áo trắng thành ác quỷ mặc áo khoác trắng Sẹo xấu duỗi tay trái ra, nơi có cả một mảng thịt bị đào lên, hợp đồng mà chúng tôi đã ký lúc đó là trọn đời. Nếu cậu đã điều tra về bệnh viện đó, có lẽ cũng biết mấy người quản lý bệnh viện đều sẽ đeo một thứ vào cổ tay để nhận dạng thân phận. Hàng Phi ra hiệu cho người đàn ông tiếp tục nói. Thực ra, lúc mới thành lập Vĩnh Sinh Pharmaceutical, người hoạch định chính sách cao nhất không phải là chủ tịch Vĩnh Sinh đã qua đời trước đó, mà là một người khác. Sẹo xấu ấn huyệt Thái Dương, Thật kỳ lạ, tôi không nhớ tên của ông ấy nữa rồi, nhưng tôi luôn có cảm giác ông ấy đã từng tồn tại. Lời nói của sẹo xấu khiến hàng phi chú ý, tất cả mọi người trong hiện thực dường như đều đã quên mất phó sinh, đừng lo lắng, anh hãy từ từ suy nghĩ. Người hoạch định chính sách của Vĩnh Sinh Pharmaceutical ban đầu có hai người, bọn họ thường xuyên đưa ra các quyết định khác nhau đối với một vấn đề tôi nhớ rất rõ ràng hội đồng quản trị cấp cao nhất của vĩnh sinh pharmaceutical đã thông qua hai nghị quyết cốt lõi vào thời điểm đó một nghị quyết có tên là vĩnh sinh nghị quyết còn lại gọi là hộp đen do hai người phụ trách nhưng hiện tại dường như tất cả mọi người đều chỉ nhớ tới vĩnh sinh có rất ít người biết đến sự tồn tại của hộp đen khi sẹo xấu nói những điều này không phát hiện sự lạnh lẽo thoáng qua trong đáy mắt hàng phi hai người hoạch định chính sách có tính cách khác nhau còn vì một số chuyện mà có những điểm bất đồng nghiêm trọng. Trên thái dương của sẹo xấu xuất hiện một đường gân xanh, anh ta đập vào đầu mình, như thể có thứ gì đó trong đầu vậy. Nói cụ thể xem. Hàng Phi cảm thấy người mà sẹo xấu đang nói đến chính là Phó Sinh, hắn rất muốn hiểu về người này. Chuyện này nên bắt đầu từ khi Vĩnh Sinh Pharmaceutical mới thành lập, nó quả thực là một gã khổng lồ trong lĩnh vực thần kinh sọ não, nhưng cậu có biết bọn họ đã từng bước trở thành công ty hàng đầu thế giới như thế nào không? vết sẹo trên mặt sẹo xấu đang run rẩy khi anh ta nói những chuyện này biểu hiện vô cùng bất an bọn họ làm thí nghiệm trên những người sống ở các độ tuổi khác nhau không phải là loại thí nghiệm vật lý trên cơ thể mà là thí nghiệm não bộ trên cơ thể bệnh nhân không thể nhìn ra bất cứ vấn đề gì thế giới bên ngoài căn bản không hề biết những bệnh nhân đó đã trải qua những gì giọng nói sẹo xấu càng ngày càng thấp ban đầu bọn họ thử nghiệm với bệnh nhân tâm thần tên gọi mỹ miều thì là trị liệu não bộ nhưng thực ra là đang thử nghiệm những thứ khác nhau. Cuối cùng, bọn họ thực sự đã thành công, sau đó bọn họ bắt đầu thử nghiệm sâu hơn trên cơ thể một số những đứa trẻ mồ côi, bọn họ muốn khám phá giới hạn tinh thần. Hai người hoạch định chính sách cũng là hoàn toàn ngã ngủ vào thời điểm này, tôi còn sót lại đoạn ký ức này, nhưng tôi không thể nào nhớ nổi một người hoạch định chính sách kia là ai. Hàng Phi vốn dĩ chỉ, chỉ muốn điều tra người phụ nữ không mặt, không ngờ lại liên quan đến nhiều bí mật hơn bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ ban đầu thuộc về người hoạch định chính sách kia nhưng sau đó người kia đã biến mất rồi chủ tịch vĩnh sinh pharmaceutical đã tiếp quản bệnh viện xây dựng nó thành một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ bí ẩn nhất và cao cấp nhất ở tân hổ bề ngoài bọn họ chỉ phục vụ những khách hàng cao cấp nhưng thực chất là dùng những khách hàng cao cấp để che đậy hình như là muốn tạo ra một con người hoàn hảo nhất tôi cảm thấy bọn họ thực sự điên rồi Lúc đó bọn họ chọn ra 30 đứa trẻ từ nhiều trẻ mồ côi và trẻ sơ sinh bị bỏ rơi để làm thí nghiệm, nuôi dưỡng chúng theo những tính cách cố định và liên tục can thiệp vào cuộc sống của chúng. Tạo ra tuyệt vọng và đau khổ ác đặt lên những đứa trẻ, thử nghiệm giới hạn tinh thần của nhân cách là bao nhiêu. Tôi nhớ rõ ràng rằng tất cả 30 đứa trẻ trong đợt đầu tiên dường như đã chết hết, thật đấy, cậu không thể tưởng tượng được đâu, trên cơ thể bọn chúng không có chút thương tích nào, nhưng về mặt tinh thần đều đã chết hết. Sau đó, bọn họ lại bắt đầu đợt thử nghiệm thứ hai, vẫn là 30 đứa trẻ, lần này bọn họ đã không còn nóng vội nữa. Chờ đã. Hàng Phi đột nhiên cắt ngang lời nói của sẹo xấu, anh nói rằng những đứa trẻ tham gia thử nghiệm nhân cách đợt đầu tiên đều đã chết. Đúng vậy, 30 đứa trẻ đó đều đã chết hết về mặt tinh thần rồi. Sau đó đợt thứ hai vẫn chỉ chọn có 30 đứa trẻ. Hàng Phi nhìn chầm chầm vào sẹo xấu, anh có chắc mình nhớ chính xác con số này không? Hoàn toàn chính xác, mỗi con số này là một sinh mệnh, làm sao tôi có thể quên được? Sẹo xấu nói một cách vô cùng chắc chắn. Vậy thì thật kỳ lạ, tại sao mã số của mèo lưu ly lại là 031? Hàng Phi không nói gì, hắn hồi tưởng lại đoạn đối thoại thêm vào trong đầu, đêm màu máu là một chủ đề cấm kỵ trong nội bộ vĩnh sinh pharmaceutical, chỉ có một đứa trẻ sống sót trong toàn bộ đêm màu máu đó, chẳng lẽ mình chính là đứa trẻ tham gia thử nghiệm nhân cách đợt đầu tiên? bởi vì mã số của mình đã được giữ lại, vì vậy sau khi 30 đứa trẻ mới được bổ sung vào đợt thứ hai, số của mèo lưu sẽ là 031. Thông tin biết quá ít, Hàng Phi chỉ có thể phỏng đoán. 30 đứa trẻ của đợt đầu tiên tôi không rõ lắm, nhưng tôi biết trong số 30 đứa trẻ của đợt thứ hai, đa số vẫn còn sống, nhưng cũng có người tinh thần đã sụp đổ, có người trở thành người thực vật, có người biến thành tên ngốc, còn có người đã chết dưới tầng hầm của bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ đứa trẻ đã chết đó thường mang đôi giày trắng nhỏ được phát đồng bộ trong trại trẻ mồ côi chạy lung tung sẹo xấu đã tiết lộ một thông tin quan trọng khác cho hàng phi chiếc giày trắng nhỏ một trong ba hận ý của bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ từng là trẻ mồ côi như mèo lưu ly bọn họ có lẽ là cùng một nhóm trẻ trải qua quá trình cải tạo nhân cách nhân cách hoàn hảo là một phần của cuộc thử nghiệm bọn họ còn muốn tạo ra một cơ thể và ngoại hình hoàn hảo thực ra hầu hết những gì tôi đã nói với các cậu lần trước đều là sự thật Lý do tại sao tôi không nói ra những chuyện này có liên quan đến vĩnh sinh pharmaceutical rất đơn giản, nếu như tôi nói cho các cậu biết rồi. Các cậu còn dám quay không? Sẹo xấu nở một nụ cười có chút nham hiểm. Lý Tổng chỉ muốn kiếm tiền để cứu công ty, còn anh thì trực tiếp muốn ông ấy chết sao? Phim ảnh là một trong những công cụ quảng bá tốt nhất, giống như ban đầu hàng phi đã nhắc nhở mọi người cẩn thận cánh bướm khi quay hoa song sinh vậy người phụ nữ không mặc là thực sự tồn tại tôi không lừa cậu tôi cũng không biết tại sao tôi lại nhìn thấy cô ta sự xuất hiện của cô ta đã lật đổ mọi nhận thức trước đây của tôi nhưng điều khiến tôi khó hiểu nhất là dường như chỉ có tôi và một số người từng đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ đó mới có thể nhìn thấy cô ta sẹo xấu rùng mình một cái vẻ ngoài xinh đẹp thực ra đôi khi hấp dẫn mọi người hơn là một nhân cách hoàn hảo có lẽ vì con người thường xuyên theo đuổi dục vọng nên họ muốn tạo ra một khuôn mặt có thể thỏa mãn mọi tưởng tượng. Tôi là một trong những bác sĩ chịu trách nhiệm chính về chuyện này, những gì xảy ra bây giờ có lẽ là sự trả thù của dục vọng đối với tôi. Sẹo xấu đang định tiếp tục nói những chuyện liên quan về người phụ nữ, nhưng đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. Anh ta muốn đứng dậy và cho củi vào bếp, nhưng hình như chân anh ta đã tê cứng vì ngồi quá lâu. Sao đột nhiên lạnh như vậy? Lời nói của sẹo xấu mang theo chút khó hiểu, anh ta nhìn sang hàng phi, nhưng lại phát hiện hắn đang nhìn chầm chầm vào mặt mình, sao vậy? Người phụ nữ không mặt kia đến rồi. Hàng phi nhìn vào mắt sẹo xấu, cuối cùng bây giờ tôi cũng biết tại sao buổi tối khi anh nói về cô ta, thì cô ta lại xuất hiện rồi, tại sao trong nhà anh không có vật phản chiếu nào, vậy mà cô ta vẫn sẽ tìm được đến. Ánh lửa lập lòe, một người phụ nữ không mặc được phản chiếu trong đôi mắt của sẹo xấu. Người phụ nữ đó không biết xuất hiện từ lúc nào, dường như cô ta vẫn luôn ở đó, chỉ là sẹo xấu không phát giác ra mà thôi. Sẹo xấu, tôi hỏi anh một câu cuối cùng, trước đây khi anh cảm thấy người phụ nữ không mặc sắp xuất hiện, có phải cũng giống như bây giờ tìm một người ở cùng phòng với mình không? Giọng điệu hàng phi vô cùng đáng sợ. Sẹo xấu cứng nhắc gật đầu, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Người phụ nữ đó vẫn luôn sống trong nhãn cầu của anh. Hàng Phi nói xong lời này, khóe miệng sẹo xấu hơi nhếch lên anh ta để râu trông rất xấu xí nhưng lúc này dần dần lại trở nên nữ tính hơn một chút bất kể là thần thái động tác hay là ánh mắt sẹo xấu đều đang thay đổi nhanh chóng trong nhà không có gương thứ duy nhất có thể nhìn thấy đối phương chính là đôi mắt tay của sẹo xấu chậm rãi nâng lên anh ta nở nụ cười quyến rũ với hàng phi sau đó vươn tay nắm lấy đống củi còn đang cháy trong bếp đứng dậy quất mạnh vào chân hàng phi đá sẹo xấu ngã nhoài xuống đất lúc này sẹo xấu dường như không hề cảm thấy đau đớn miệng anh ta phát ra tiếng cười chói tai lập tức trên mặt đất đứng dậy nhằm thẳng vào vai của sẹo xấu hàng phi lại đá phát nữa hắn không thu sức trực tiếp làm gãy một cánh tay của anh ta tê liệt trên mặt đất sẹo xấu cười khúc khích đột nhiên giống như một con cá thân thể của anh ta vặn vẹo lao thẳng về phía bếp lò ngọn lửa trong mắt đang phóng đại Khuôn mặt và đầu của sẹo xấu càng ngày càng tiến gần đến bếp lò, anh ta nhìn ánh lửa, cười càng ngày càng vui vẻ. Bụt Dẫm lên bắp chân của sẹo xấu, Hàng Phi dùng hai tay giữ chặt cơ thể của anh ta, ném anh ta ra khỏi phòng. Xem ra tôi chỉ có thể ra tay tàn nhẫn một chút rồi. Để ngăn ngừa sẹo xấu tự làm mình bị thương, Hàng Phi đã đánh gãy tay và chân của anh ta. Thực ra, hắn cũng đã thử chỉ bẻ gãy cổ tay của sẹo xấu, nhưng dù có bị gãy cổ tay, anh ta vẫn sẽ dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể và bò nhanh trên mặt đất cảnh tượng vô cùng kinh hãi người từng ở cùng một phòng với sẹo xấu trước đây có khi nào cũng bị anh ta giết chết không hàng phi dẫm lên sẹo xấu hắn chọn một thanh củi to nhất đem đốt cháy một đầu của nó ánh lửa chiếu sáng xung quanh nhưng không thể mang lại cho hàng phi một chút ấm áp nào bên dưới tầng hầm ngoài bọn họ ra hình như vẫn còn những người khác tồn tại Ba hận ý đó lần nào cũng xuất hiện cùng nhau, người phụ nữ không mặc được phản chiếu trong đôi mắt của sẹo xấu, còn hai người kia thì sao? Hàng Phi vung vẩy thanh củi, từng bước lôi sẹo xấu ra ngoài, nếu như anh ta có gì bất thường, hắn sẽ trực tiếp cho đối phương một gậy. Khi từ căn phòng nhỏ đi đến nơi đặt điện thoại di động, sẹo xấu suýt chút nữa đã bị Hàng Phi giết chết. Mặc quần áo vào, Hàng Phi cất điện thoại đi, hắn lôi sẹo xấu rời khỏi tầng hầm. Lúc này, sẹo xấu đã mất đi khả năng phản kháng nhưng tiếng cười của người phụ nữ vẫn không ngừng phát ra từ miệng. Hàng Phi kéo anh ta đi tới lối vào cầu thang, hắn nhìn thấy hành lang bình thường ban đầu đã bị thay đổi hình dạng, có người dùng sơn màu đỏ vẽ một cửa sổ trên bậc thang. Bên ngoài cửa sổ đó là một thành phố đang chảy máu, trong thành phố đầy những cô hồn giả quỷ. Cố gắng không nhìn đến cảnh tượng ở bên ngoài cửa sổ kia, Hàng Phi tiếp tục đi lên, dần dần sau lưng hắn xuất hiện tiếng bước chân nhìn lại, nơi hàng phi bước đi xuất hiện một đôi giày nhỏ màu trắng. ấn tượng đầu tiên về đôi giày đó rất quen thuộc, như thể rất lâu trước đây hắn cũng đã từng đi đôi giày tương tự như vậy. bởi vì lo lắng sẹo xấu sẽ bị giết chết bởi người phụ nữ không mặt, hàng phi bước lên và đi ngang qua cửa sổ hoa văn trên cầu thang. nhưng giữa chừng, một bàn tay đột nhiên vươn ra từ cửa sổ sơn. hàng phi phản ứng cũng rất nhanh, trực tiếp ném mặt của sẹo xấu vào. Hắn có một linh cảm rất tồi tệ rằng nếu rơi vào khung cửa sổ đó, điều gì đó tồi tệ nhất định sẽ xảy ra. Cánh tay không có hứng thú với sẹo xấu, cửa sổ dường như cũng chỉ tạo ra ảnh hưởng đến một người. Nhìn thấy cánh tay lướt qua sẹo xấu, Hàng Phi không dám dừng lại, nhanh chóng chạy ra ngoài hành lang. Khi hắn rời khỏi tòa nhà đó, tiếng cười cổ quái của sẹo xấu cuối cùng cũng dừng lại. Hàng Phi nhìn hành lang với nỗi sợ hãi kéo dài, ngọn lửa trong bóng tối sâu thẳm đang dần dần tắt. Với chút ánh sáng cuối cùng đó, Hàng Phi nhìn thấy một người đàn ông với màu sơn đỏ như máu và một đứa trẻ đi giày trắng đang lặng lẽ nhìn mình. Hàng Phi Mọi việc ổn thỏa chưa? Bạch Hiển bước xuống xe, thấy Hàng Phi không nhúc nhích, liền thận trọng đi tới trước mặt hắn, em đang nhìn cái gì vậy? Hành lang có cái gì sao? Bạch Hiển hiếm khi nhìn thấy Hàng Phi lộ ra biểu hiện căng thẳng như vậy, anh cũng trở nên sợ hãi cùng, không ngừng nhìn xung quanh. Đã không sao rồi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Hàng Phi nắm lấy vai Bạch Hiển, hắn sợ anh ấy không cẩn thận chọc giận ba tên kia. Vừa rồi khi ánh lửa còn chưa biến mất, người thợ sơn và chiếc giày trắng đều đang nhìn chầm chầm Hàng Phi, khiến cho hắn rất bất an, kết quả là Bạch Hiển, người không biết chuyện gì đang xảy ra đã xuống xe, đứng thẳng giữa hắn và chiếc giày trắng. Không thể không nói, biểu hiện của Bạch Hiển vô cùng dũng cảm, nhưng chuyện này cũng có thể liên quan đến việc anh ấy không nhìn thấy ba người kia lên xe em và người này sẽ ngồi ở phía sau hàng phi đang nghe truyện trên tv audio cv kéo sẹo xấu trên mặt đất lên bạch hiển lúc này mới nhìn thấy một người đang nằm trên mặt đất khi nhìn thoáng qua vẻ mặt khiếp sợ của sẹo xấu mi mắt của anh nhảy loạn lên em tới đây là để cứu anh ta đúng vậy vậy hung thủ đánh gãy tay chân anh ta còn ở gần đây không bạch hiển nhìn bộ dạng đau đớn của sẹo xấu lập tức càng thêm căng thẳng hung thủ tàn bạo như vậy phải cực kỳ cẩn thận mới được. Hung thủ quả thật còn chưa đi bao xa. Hàng Phi lười không muốn giải thích, mở cửa, ném sẹo xấu lên trên xe, đi phân cục thành phố Tân Hổ. Đồng cảnh sát. Trực tiếp đi. Bạch Hiển nhanh chóng chạy vào trong xe, không cần gọi trước cho cảnh sát báo cáo gì sao. Không sao. Sau khi xe nổ máy, Hàng Phi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lối vào hành lang tối đen cũng không có gì xe nhanh chóng lái ra khỏi tòa nhà hoang vắng đèn đường duy nhất ở ngã tư phát ra ánh sáng mờ ảo ở nơi ánh sáng và bóng tối hòa quyện một người thợ sơn nắm tay một đứa trẻ chậm rãi xoay người rời đi bạch hiển không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài dường như chỉ một số người nhất định mới có thể nhìn thấy những thứ đó xe của anh là kính chống đạn sau chuyện xảy ra lần trước anh cũng đã lắp thiết bị báo động tự động bên cạnh đệm ghế còn có một khẩu súng gây choáng dân sự giấu sau túi phụ kiện bên trái của em Bạch Hiển liên tục giới thiệu với Hàng Phi những gì anh mới lắp vào xe dường như là để tăng thêm lòng dũng cảm cho bản thân. Hàng Phi hời hợt đáp lại vài câu, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Lệ Tuyết, muốn giao sẹo xấu người thêm chút nhất này cho cảnh sát Tân Hổ. Thực ra hắn cũng không có nhiều lựa chọn, tên khốn xui xẻo tên sẹo xấu này biết một phần bí mật của Vĩnh Sinh Pharmaceutical, bây giờ người phụ nữ không mặc muốn giết anh ta, Vĩnh Sinh Pharmaceutical phản ứng lại cũng có thể giết anh ta. Chính hàng phi buổi tối cũng phải đăng nhập trò chơi, mang theo một nhân vật nguy hiểm như vậy bên cạnh cũng không an toàn, vì vậy chỉ có thể nhờ cậy cảnh sát tân hổ. 9 giờ tối, hàng phi nhìn thấy lệ tuyết cùng mấy cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở phân cục thành phố, bọn họ cũng giật bắn người khi nhìn thấy hàng phi kéo lê sẹo xấu đang bị gãy hết chân tay, tên này thực sự quá thê thảm rồi. Tên này lúc nào cũng muốn tự tử, mọi người khi tra khảo anh ta, tốt nhất hãy bịt mắt anh ta lại. Hàng Phi không thể một mình chống lại một nhân vật khổng lồ như Vĩnh Sinh Pharmaceutical, hắn cần sự giúp đỡ của người khác. Theo như kinh nghiệm trước đây, cảnh sát Tân Hổ chắc chắn là đối tác hoàn hảo nhất. Sau khi trình bày một số suy đoán của bản thân với cảnh sát, Hàng Phi liền rời đi. Hắn đã lấy đủ manh mối từ miệng của sẹo xấu, nhưng không còn sức lực để bảo vệ anh ta 24 trên 24, vậy nên giao cho cảnh sát là lựa chọn tốt nhất. Thế là xong à? ngày mai là có thể lĩnh tiền thưởng rồi sao? Bạch Hiển vẫn luôn ngồi trên xe, một ngôi sao bình thường như anh không dám tùy tiện ra vào đồn cảnh sát. Ngộ nhỡ bị chụp ảnh lại, nhất định sẽ gây ra hiểu lầm, còn về phần hàng phi đương nhiên không cần để ý rồi, hắn ra vào cục cảnh sát như về nhà vậy, paparazzi đều đã quen với chuyện này rồi. Vụ án này mới chỉ bắt đầu thôi. Hàng phi linh cảm bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ sẽ tiết lộ tất cả bí mật năm xưa, hắn cũng muốn lấy lại tuổi thơ đã mất cảm giác quả thực còn thú vị hơn cả đóng phim em có thể rèn luyện ra phong cách độc đáo như vậy có thể cũng liên quan đến những trải nghiệm này của bản thân bạch hiển lái xe đưa hàng phi về nhà khi hắn xuống xe anh không quên hét lên buổi tối nhớ cùng nhau chơi game hàng phi ra hiệu tay ok rồi xoay người đi lên tầng sẹo xấu vừa nghe đã thấy là tên giả lần này anh ta rơi vào tay cảnh sát nói không chừng sẽ câu được con cá lớn hơn trở về nhà Hàng Phi vừa bật đèn lên thì điện thoại rung. Hàng Phi, em tìm được một vài thứ trong di vật của bà nội, có thể sẽ giúp ích được cho anh. Mèo Lưu Ly gọi một cuộc gọi video, cô cho Hàng Phi xem một vài tấm ảnh cũ nát, những tấm ảnh đó có cái đã bị đốt cháy mất hơn một nửa, chỉ có thể miễn cưỡng ghép ra một cái khung, đây là bức ảnh chụp bà làm việc trong viện phúc lợi trước đây. Anh xem xem có đứa trẻ nào trong đó mà anh biết không? Hàng Phi nhìn chầm chầm màn hình hồi lâu, Ánh mắt dừng ở tấm ảnh thứ hai. Ở góc của bức ảnh chụp chung có một đứa trẻ đi giày trắng đang đứng, mọi người chen chúc vào giữa ống kính, chỉ có cậu ấy dường như mắt chứng rối loạn tăng động giảm chú ý, đang đuổi theo quả bóng trên mặt đất, chạy sang một bên. Em có biết đứa trẻ đuổi theo quả bóng trong bức ảnh thứ hai không? Ký ức có chút mơ hồ, trong ấn tượng của em dường như đó là đứa trẻ được yêu thích nhất trong viện phúc lợi, mọi người đều sẵn lòng chơi với cậu ấy, bà nội ban đầu cũng đặc biệt chăm sóc cho cậu. Mèo lưu ly suy nghĩ hồi lâu, đúng rồi, trong ấn tượng của em đứa trẻ đó là đứa trẻ đầu tiên được nhận nuôi, cậu ấy là người đầu tiên biến mất trong số tất cả mọi người. Đứa trẻ được yêu thích nhất, đứa trẻ có tính cách tốt nhất, đứa trẻ biến mất đầu tiên. Hàng Phi viết ra tất cả những điểm quan trọng nhất, tòa nhà đằng sau trong bức ảnh chính là viện phúc lợi à. Đúng vậy, nhưng cảm giác rất kỳ lạ. Trong ấn tượng của em, viện phúc lợi mà em ở không phải giống như thế này ngay khi mèo lưu ly nói những lời này ánh mắt hàng phi biến đổi hắn cũng có cảm giác tương tự bằng chứng trực tiếp nhất là viện phúc lợi trong bức ảnh hoàn toàn khác với tòa nhà cô nhi viện màu đỏ như máu trong tâm trí hắn khi em vừa được bà nhận nuôi có một lần không cẩn thận làm rơi ba lô của bà xuống đất trong ba lô rơi ra rất nhiều ảnh của những đứa trẻ cô nhi viện phía sau của mỗi đứa trẻ dường như đều không giống nhau lúc đó em đã tò mò hỏi bà một câu bà nói rằng vì mỗi đứa trẻ có một tính cách khác nhau nên kiến trúc trong mắt mỗi đứa trẻ nhìn thấy cũng không giống nhau em không thể hiểu nổi sau đó bà sờ vào đầu em ẩn ý sâu xa nói một câu có một số đứa trẻ chỉ lúc nhỏ bị nhốt trong cô nhi viện nhưng có một số đứa trẻ cả đời đều sẽ bị nhốt trong đó bà hy vọng em có thể lựa chọn làm đứa trẻ ở loại đầu tiên mèo lưu ly cho tới bây giờ vẫn không hoàn toàn hiểu rõ những lời bà lão nói nhưng hàng phi nghe xong thì có chút xúc động trong đầu hắn có một bản thân vĩnh viễn bị nhốt trong cô nhi viện. Em tiếp tục tìm kiếm manh mối, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe. Được, có phát hiện mới em sẽ liên hệ với anh. Cúp điện thoại, Hàng Phi đang suy nghĩ những chuyện mèo lưu ly vừa nói, thì Hoàng Doanh đột nhiên gọi đến. Lúc trước khi không chơi cuộc sống hoàn hảo, điện thoại di động của Hàng Phi không bao giờ đổ chung ngoại trừ đồng hồ báo thức, bây giờ càng ngày càng có nhiều người liên lạc với hắn. Hàng Phi, chúc mừng em đã đoạt giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất hoàng doanh thậm chí còn không khách sáo với hàng phi sau khi chúc mừng anh đi thẳng vào chủ đề hoạt động quy mô lớn đầu tiên của cuộc sống hoàn hảo sắp kết thúc rồi anh đứng đầu trong top năm sẽ nhận được 5 cơ hội rút thăm các phần thưởng đặc biệt và quyền xây dựng cộng đồng tích hợp vĩnh cửu đầu tiên trong trò chơi cộng đồng tích hợp là gì em có thể hiểu nó như một video game như các trò chơi khác chỉ có điều, cuộc sống hoàn hảo đã đi một bước xa hơn, trực tiếp thưởng riêng cho anh một mảnh bản đồ. Tổng diện tích không lớn, nhưng mảnh bản đồ này, bao gồm cả dữ liệu thuộc về bản đồ sẽ luôn thuộc về anh, anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn trên bản đồ đó. Lời nói của Hoàng Doanh cũng mang theo một chút phấn khích, anh ấy đã không phải chịu đựng những vất vả kia một cách vô ích, giành được vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng với những người chơi từ khắp nơi trên thế giới. Thứ giá trị nhất trong thời đại này chính là dữ liệu Deep State Technology và Vĩnh Sinh Pharmaceutical cũng là vì để kích thích người chơi mới thưởng lớn như vậy. Các kêu game siêu lớn và nhiều tổ chức chuyên nghiệp trong và ngoài nước cũng đỏ cả mắt, nhưng bọn họ không thể vượt qua được anh. Hoàng Doanh sau khi biết nội dung phần thưởng, cũng phấn khích rất lâu, nói không chừng trong tương lai anh ấy có thể xây dựng thành phố của riêng mình trong game. Phần thưởng này quả thực không tồi. Hàng Phi nghĩ nếu như sau này tìm được đường tới thế giới tầng cạn, Vậy thì có thể đưa hàng xóm của mình đến cộng đồng riêng của Hoàng Doanh. Bây giờ anh đang lo lắng về một điểm khác. Hoàng Doanh nở một nụ cười gượng gạo, thành lập cộng đồng người chơi có một yêu cầu tối thiểu, đó là trong cộng đồng có ít nhất 5 người chơi mới được, anh vẫn luôn độc lai like độc vãng, không có bạn đồng hành, hơn nữa những bí mật giữa chúng ta cũng tuyệt đối không thể bị lộ. Vì vậy anh đang suy nghĩ đi đâu để gom đủ 5 người. Chỉ được là người. Lệ Quỷ có được không? quỷ chắc chắn là không được. Hoàng Doanh thử hỏi Hàng Phi, bên phía em còn có người nào có thể tin tưởng được không? Anh nhớ lúc trước em đã nói ông già Trang Nhân cũng có thể hợp tác được mà. Ông ấy không thể đăng nhập vào trò chơi vì lý do đặc biệt. Hàng Phi suy nghĩ một chút, sau khi anh online, hãy tìm một người chơi có ID là Mèo Lưu Ly, cô ấy có thể tin tưởng được. Chỉ có một mình cô ấy thôi sao? Bạn bè để em có thể than thở cũng rất ít mà. Hàng Phi và Hoàng Doanh đều không có bạn bè gì mấy, càng không nói đến người mà họ có thể tin tưởng tuyệt đối, vốn dĩ hắn không chuẩn bị kéo Bạch Hiển vào trong game, nhưng bây giờ hắn phải nhanh chóng test thử Bạch Hiển rồi. Cộng đồng vẫn phải nhanh chóng thành lập, cộng đồng của người chơi đầu tiên có phần thưởng đặc quyền, sẽ được ghi vào lịch sử trò chơi. Hơn nữa, cộng đồng cũng có thể thuê NPC sinh sống, anh muốn xây dựng một tế đàn ác thần ở trong đó, rồi đem đặt tất cả các vật phẩm liên quan đến linh dị chất vào bên trong, xung quanh lại xây một vòng tròn các tòa nhà âm khí nặng, sau đó thử xem có thể mời bọn em đến sống trong cộng đồng của anh không? Có thể thử xem sao, với giá trị may mắn của anh nói không chừng có thể tạo ra kỳ tích gì đó, đến lúc đó em có thể dạy anh làm thế nào để chiêu hồn. Trước đây một đống các thứ cánh bướm sử dụng để chiêu hồn vẫn còn trong tòa nhà chết chóc, nếu như Hoàng Doanh cần, Hàng Phi có thể để anh ấy lấy hết đồ của cánh bướm đi. Ý thức của cánh bướm đã tan vỡ, Hoàng Doanh, người bị cánh bướm giết hết lần này đến lần khác trong giấc mơ, lại có được thiên phú tương tự như nó ác mộng. Những thứ đó người khác không thể sử dụng, nhưng Hoàng Doanh nói không chừng có thể phát huy tác dụng. Được. Sau khi cúp điện thoại với Hoàng Doanh, Hàng Phi gửi tin nhắn cho mèo lưu ly trước, để cô ấy vào game, chờ lời mời từ anh ấy. Sau khi nhận được hồi âm từ mèo lưu ly, Hàng Phi lại gọi điện thoại cho Bạch Hiển, hỏi anh đã chuẩn bị đến đâu rồi. Bạch Hiển vô cùng phấn khích dường như đã rất nóng lòng muốn thử. Sau khi xử lý xong những chuyện này, Hàng Phi vào máy chơi game, đội mũ bảo hiểm trò chơi lên. Sắc máu buông xuống, Hàng Phi lén lút nhìn một cái bóng người tỏa ra khí tức khủng khiếp kia, sau đó mở hai mắt ra. Phong tử du đâu? Hàng Phi đi ra khỏi phòng, tìm thấy bảo vệ đang tuần tra, tối nay sẽ có người mới đến, mọi người hãy chuẩn bị một dịch vụ đầy đủ cho anh ấy. Công bố tuyệt vọng nhất, tồi tệ nhất, bất hạnh nhất sao? Anh ấy là người của mình, mọi người chỉ cần giúp anh ấy rèn luyện một chút dũng khí là được rồi. Hàng Phi thông báo cho những cư dân của tòa nhà chết chóc, sau đó đến phòng của bác sĩ Nhan. Quán niệm cỡ lớn này ngồi trong phòng, cầm chỉ khâu, không ngừng khâu ra chữ mệnh trên khuôn mặt trần trụi của mình. Ông rất cố gắng để thử, nhưng tiếc rằng mỗi lần sắp hoàn thành, vết khâu lại bung ra. Đây dường như là một dấu hiệu cho thấy ông vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể kiểm soát được vận mệnh của chính mình. Bác sĩ Nhan, có tòa nhà nào liên quan đến cô nhi viện trong khu vực bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ không? Chiếc giày trắng nhỏ kia vẫn luôn chạy lung tung trong khu bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hàng Phi ngồi trước mặt bác sĩ Nhan, nhìn bóng quỷ khổng lồ cao gần 3 mét, trong ánh mắt không chút sợ hãi. Căn phòng chìm trong im lặng, bác sĩ Nhan hồi tưởng lại rất lâu, dùng máu tươi viết trên mặt đất, phía bắc bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ có một bách hóa thương mại, gần bách hóa thương mại có một cô nhi viện bị bỏ hoang chiếc giày trắng nhỏ đã từng đến đó sao? Trong cô nhi viện vẽ đầy các cửa sổ, đi vào thì sẽ không thể thoát ra. Sau khi bác sĩ Nhan viết câu này, cánh tay của ông từ từ buông xuống, như thể đã ngủ say vậy. Mình chỉ tùy tiện hỏi, không ngờ khu bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ lại đúng là có cô nhi viện. Hàng Phi đã có câu trả lời như ý muốn, bước ra khỏi phòng, gọi ha ha và từ cầm, sau đó vẽ ra bản đồ các tòa nhà quan trọng phụ cận trên mặt đất, hiện tại hận ý trong bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ đang còn đề phòng sương mù của tòa nhà chết chóc. Chúng ta vừa hay có thể tiếp cận từ phía bên kia, trong cô nhi viện đó nói không chừng có ẩn chứa bí mật nào đó của hận ý. Đối đầu trực diện với bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, bọn họ nhất định không phải đối thủ, tất cả những gì hàng phi có thể nghĩ đến là từng bước làm suy yếu thực lực của đối phương. Cô nhi viện rất gần bách hóa thương mại, chúng ta cùng nhau đến đó, vừa hay có thể mượn sức mạnh của gương thần, nói không chừng còn có thể bắt được 10 ngón trốn thoát. Hành động lần này vô cùng nguy hiểm, Hàng Phi cũng phải thận trọng, hắn chuẩn bị ở lại đủ 3 tiếng rồi mới đi. Hầu hết hàng xóm đều đi chuẩn bị rồi, Hàng Phi tình cờ có chút thời gian rảnh rỗi. Mở bản thuộc tính ra, Hàng Phi nhìn thiên phú hồi hồn của mình. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào tùy chọn chiêu hồn, khi sắc máu bao phủ bản thuộc tính, quỷ môn từ từ mở ra, hắn gọi ra tên của một người đàn ông. Bạch Hiển trên biển máu xuất hiện gợn sóng, hàng Phi nhìn về phía sâu trong quỷ môn, tập trung nhớ lại bộ dáng của Bạch Hiển. Chung linh hồn vang lên, những lá cờ linh hồn trong tòa nhà chết chóc không ngừng rung chuyển, toàn bộ người giấy cũng đều mở mắt ra. Những gợn sóng đang từ từ mở rộng, có một bóng đen lớn đang trôi nổi dưới biển máu không đáy. Những khuôn mặt quỷ trên không trung sợ hãi, chạy trốn khắp nơi, trên ngón tay hàng Phi đưa ra phía quỷ môn cũng đột nhiên xuất hiện những vết thương. Không đúng! đây chắc chắn không phải là bạch hiển. Bóng đen to lớn sắp nổi lên từ trong biển máu, hàng phi vung vẫy cánh tay dính máu, lập tức ngưng sử dụng thiên phú của mình. Nhấn giữ chuông linh hồn, màu đỏ ngầu trên bản thuộc tính nhanh chóng mờ đi, quỷ môn từ từ đóng lại. Hàng Phi liên tiếp lui về phía sau mấy bước, dựa vào tường nhìn bàn tay chảy máu, đó là thứ gì vậy? Thiên phú chiêu hồn lần đầu tiên thất bại, Hàng Phi suýt chút nữa đã chiêu được thứ gì đó dưới biển máu. Hắn chỉ nghĩ tới khí tức của bóng đen kia thôi, nhịp tim liền bắt đầu tăng nhanh không kiểm soát được, thể lực mình 30 điểm, nếu như mình cưỡng chế chiêu hồi thứ kia dưới biển máu lên, e rằng thứ đó còn chưa ra tay, mình đã hồn phi phách tán bởi vì không chịu nổi áp lực rồi. Từ trong ô vật phẩm lấy ra một miếng thịt, hàng phi nuốt một miếng lớn xuống, chờ sau khi khôi phục lại lượng máu, hắn lại mở bản thuộc tính ra. Thiên phú chiêu hồn từ khi được nâng cao, một đêm có thể sử dụng hai lần, lần đầu tiên thất bại rồi cũng không thành vấn đề, mình vẫn còn một cơ hội nữa. Hàng Phi cẩn thận suy nghĩ về nguyên nhân dẫn đến việc chiêu hồn không thành, có thể liên quan đến bản thân Bạch Hiển chưa bị nhiễm âm khí, hai lần chiêu hồn đều dùng trên cùng một người, đây là đãi ngộ mà đến Hoàng Doanh cũng chưa bao giờ được hưởng, mình cũng coi như là không phụ lòng anh ấy. Hít một hơi thật sâu, Hàng Phi lại chạm vào thiên phú chiêu hồn, Bạch Hiển đi theo mình ra ngoài hai lần, lần đầu tiên đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ bỏ hoang, nơi âm khí tràn ngập lần thứ hai là vừa rồi anh và người thợ sơn chiếc giày trắng đi ngang pa nhau theo lý mà nói anh ấy cũng được coi là nhân chứng của hiện tượng linh dị là người đã từng đụng phải quỷ rồi những tia máu bao phủ bản thuộc tính quỷ môn lại mở ra hàng phi nhìn chăm chú vào biển máu khẽ rung chuông dẫn hồn do cánh bướm để lại bạch hiển sau khi bộ dáng của bạch hiển hiện lên trong đầu hắn một khuôn mặt đỏ rực khổng lồ ở giữa không trung đập vào biển máu miệng đầy nanh cắn thứ gì đó. Khi mặt quỷ nhảy ra khỏi biển máu, trong miệng nó xuất hiện một con rắn nhỏ màu trắng. Mặt quỷ gần như ngay lúc rời khỏi biển máu, liền sát nhập với con rắn nhỏ, con rắn trắng cũng trở thành một linh hồn mơ hồ, bị cưỡng bức cuốn tiến vào quỷ môn. Bục Quỷ môn màu máu từ từ đóng lại, lần này chiêu hồn đã thành công. Hàng Phi ngồi trên mặt đất thở vào nhẹ nhõm, với sự trợ giúp của sương mù, hắn đại khái cảm nhận được vị trí của Bạch Hiển khoảng cách quá gần với đại nghiệt, tốt hơn là mình nên đi giúp anh ấy một chút. Đeo mặt nạ mặt thú, hàng phi mặc vào một bộ đồng phục bảo vệ sạch sẽ, mở cửa bước xuống tầng. Trong phòng 4403, Bạch Hiển mặc một chiếc áo khoác thoải mái, đang ngồi trên mặt đất, miệng anh há hốc, đôi mắt mở to, như thể đến việc thở cũng đã quên mất. Thế này là sao? Đặt cuốn sách rèn luyện bản thân của diễn viên trên tay xuống, Bạch Hiển từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn xung quanh đầy tiền giấy, còn có bức tường phủ đầy đủ loại cây cỏ kỳ lạ. Mình chỉ là bật tivi thôi mà, sao ngôi nhà của mình lại đâu mất rồi. Mang theo sự không chắc chắn, Bạch Hiển sờ sờ vào bức tường, cảm giác chân thực này căn bản không giống như đang chơi game. Mình đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn rồi sao? Căn phòng này có cảm giác hơi u ám thì phải. Bạch Hiển cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, mình đọc trên mạng thấy nói, trong cuộc sống hoàn hảo, khắp nơi đều có trứng phục sinh, chỉ cần dụng tâm khám phá thì sẽ có một trải nghiệm trò chơi khác biệt chẳng lẽ mình trúng số rồi sao hai ngón tay khẽ véo cây cỏ trên tường bạch hiển đang muốn xác định xem đó là thứ gì thì nghe thấy tiếng bước chân chủ nhân căn phòng trở về rồi à mở cửa bạch hiển nhìn ra bên ngoài hành lang lạnh lẽo không có bất kỳ ai xin hỏi có ai ở đây không bạch hiển di chuyển chậm rãi anh thực sự không hiểu tại sao lại có cảnh như này trong một game hệ chữa trị trên mặt đất đầy tiền giấy rơi vãi hẳn là mình đã gặp phải một câu chuyện buồn bạch hiển tiến lên vài bước đột nhiên nhìn thấy một bóng người là npc nhiệm vụ sao bạch hiển bước nhanh qua hành lang định chào người đàn ông thì chợt nhận ra có điều gì đó không ổn thông thường mà nói một người trưởng thành vung tiền giấy trong ngoài hành lang là điều dễ hiểu suy cho cùng có thể người nhà của anh ta có chuyện muốn tưởng niệm người nhà nhưng đây là lần đầu tiên bạch hiển nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành cuối người cẩn thận nằm trên mặt đất nhặt tiền giấy anh không nhìn nhầm người đàn ông trước mặt đã nhét tất cả tiền giấy trên hành lang vào trong lòng mình nói thế nào đây tiền giấy còn có thể dùng để tái chế sao hay là tiền giấy này có thể mang ra bên ngoài tiêu được bạch hiển cảm thấy mình đã gặp phải một tên ngốc trong một môi trường kỳ lạ như vậy anh không quá muốn tiếp cận đối phương dừng lại tại chỗ nhưng người đàn ông trưởng thành nhặt tiền giấy kia lại vẫn đi về phía anh từng chút một dọc theo tiền giấy trên mặt đất suy nghĩ một hồi bạch hiển vội vàng chạy về hướng ngược lại tình huống gì vậy đây là một nhiệm vụ chăm sóc người tàn tật à trong đầu hiện lên đủ loại câu hỏi bạch hiển không để ý tới chân của mình lại vô tình đạp phải thứ gì đó cúi đầu nhìn xuống một linh đàn đổ ra đất thực xin lỗi thực xin lỗi Bạch Hiển liên tục xin lỗi trước linh đàn, anh cúi xuống định đặt linh đàn ngay ngắn trở lại, nhưng khi tay chuẩn bị chạm vào, thì hai mắt anh đột nhiên nhìn thấy trên linh đàn có thêm một đôi giày. ngẩng đầu nhìn lên, một người đàn ông cao gầy mặc áo khoác đen toát ra điềm gỡ đang ngồi chồm hổn trên linh đàn. Nhìn thấy anh là cảm thấy phiền, đúng là một gã kinh tởm. Giọng người đàn ông mang theo một sự chán ghét mạnh mẽ. Tôi vốn dĩ còn muốn xin lỗi anh, nhưng vì anh đã nói như vậy, vậy thì đừng trách tôi. Bạch Hiển lấy từ trong túi đồ ra một chiếc băng đã sờn và cuốn nó quanh ngón tay của mình, sau đó anh ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện mình chỉ có thể nhìn thấy lồng ngực của đối phương. Bạch Hiển tiếp tục nhìn lên, nhìn thấy cái cổ thon dài của đối phương, ngẩng đầu lên 120 độ liền nhìn thấy gò má của người đàn ông này dán lên trần nhà. Ôi, trời! Băng quấn quanh tay rơi xuống đất, Bạch Hiển thậm chí quên cả việc chạy như thế nào. Đừng trách anh cái gì cơ đầu của người đàn ông dán trên trần nhà hành lang kéo gần xuống dưới, khuôn mặt lý tai thò dài ra đến trước mặt Bạch Hiển, thân thể bẻ cong thành một góc độ khó tin. Bạch Hiển cảm thấy đầu óc trở nên trống rỗng, anh nhớ cuộc sống hoàn hảo thực sự là một game loại hình giải trí cuộc sống mà. Máu chảy dài trên cổ lý tai, da trên ngực anh ta bị xé ra từng chút một. Bạch Hiển kìm không được mà nhìn vào đó, chúa ơi! Mấy ngày trước anh vừa mới cùng với hàng phi xem một đoạn video mở vali, Bây giờ lại phải trải qua lần mở vali thứ hai rồi. Da người trên ngực Lý Tai bị xé toạc sang hai bên, lộ ra một khuôn mặt người khác bên trong cơ thể anh ta. Tôi không thể áp chế được em trai của tôi nữa, mùi tanh tưởi của cơ thể anh đã đánh thức cậu ấy rồi. Lý Tai gầm lên một tiếng, từ trong lồng ngực của anh ta thò ra hai cánh tay được cấu thành từ oán niệm, em trai của Lý Tai chui ra từ phần bụng. Trong toàn bộ quá trình, Bạch Hiển vẫn đứng tại chỗ đây đã không phải là một cú sốc lớn, mà là đã sốc đến ngây ngốc rồi. Vào thời khắc mấu chốt, một cánh tay mảnh khảnh đột nhiên duỗi ra, một cô bé kéo bạch hiển đi về phía bên kia hành lang. Em trai của Lý Tai đuổi theo đằng sau, gào thét điên cuồng, như một con giả thú mất kiểm soát. Bị kéo chạy đi rất xa, Bạch Hiển mới đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, anh khôi phục lại lý trí từ trong nỗi sợ hãi, bắt đầu ra sức chạy về phía trước. Tay bị cô bé nắm kéo đi, bạch hiển đi theo cô bé đã cứu anh chạy lên nhiều tầng cho đến khi tiếng gầm đã dừng anh mới chậm bước chân lại ánh mắt liếc nhìn đứa trẻ đã cứu mình vừa rồi đó là một cô bé rất đáng yêu dịu dàng ít nói mặc một chiếc váy nhỏ xinh xắn cảm ơn em đã cứu anh vừa rồi thật quá nguy hiểm bạch hiển lau mồ hôi lạnh trên trán môi vẫn còn đang run rẩy cô bé không nói gì chỉ kéo anh và tiếp tục chạy lên ban đầu bạch hiển không chống cự nhưng dần dần anh nhận ra có điều gì đó không ổn. Bé gái trước mặt anh nhiều nhất là 7, 8 tuổi, nhưng vừa rồi khi anh dùng hết sức chạy theo, vậy mà cũng không đuổi kịp cô bé. Là một diễn viên, Bạch Hiển luôn chú ý đến việc quản lý sức khỏe của mình, thể lực của anh ấy tốt hơn người bình thường rất nhiều. "Em gái ơi, em có thể dừng lại một chút được không?" Bạch Hiển thì thào nói. Cô bé phía trước rất ngoan ngoãn dừng lại, quay đầu nhìn Bạch Hiển. Khi Bạch Hiển nhìn thấy khuôn mặt của cô bé, đầu tiên anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì cô bé trông rất đáng yêu, không phải kiểu mặt quỷ như trong tưởng tượng. Nhưng ngay lập tức anh lại nảy sinh nghi ngờ, cô bé bị khăn đen che mắt, làm sao nhìn rõ đường? "Em gái, khăn đen che trên mắt em, em có thể nhìn rõ đường phía trước không?" Bạch Hiển nói xong, cô bé dừng lại ở bậc thềm. Cô bé có vẻ cho rằng câu hỏi của Bạch Hiển thật là kỳ lạ, bịt mắt lại rồi thì không thể nhìn đường được nữa sao? nghiêng đầu đối mặt với bạch hiển cô bé cốt bụng dường như là để nói cho bạch hiển câu trả lời nhẹ nhàng đưa tay mình lên những con mắt mở trên tường và trần hành lang đôi con ngươi đen lấy đều nhìn chằm chằm bạch hiển chân bạch hiển lập tức mềm nhũng ra da đầu anh tê dại thậm chí anh còn không biết mình ngã xuống cầu thang như thế nào tất cả những gì anh biết là sau khi tiếp đất từng tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào đòi mạng vừa dùng tay vừa dùng chân lăn tròn bạch hiển lao thẳng về phía hành lang bên cạnh cứu mạng cứu mạng tiếng kêu cứu xé ruột xé gan vang vọng khắp tòa nhà chết chóc bạch hiển cuối cùng cũng phá được công cùng của cảm xúc nội tâm nỗi tuyệt vọng mà anh thể hiện ra lúc này còn thật hơn nhiều so với màn thể hiện của anh trong tiểu thuyết gia huyền nghi cứu mạng với trên hành lang u ám vẫn còn mờ mịt sương mù bạch hiển không biết chạy đi đâu nhưng thật sự không dám dừng lại bên tai vang lên tiếng khóc như có như không những đôi mắt nhìn trộn từ phía sau cánh cửa, Bạch Hiển từ bé đến lớn chưa bao giờ khóc bi thương đến thế. Game này tuyên truyền giả tạo như vậy, đúng là miệng nam mô, bụng bồ dao găm. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Bạch Hiển mở bản thuộc tính ra, đúng là mở vali mở đến ngốc luôn rồi, mình quên mất rằng đây là một trò chơi. Đôi mắt anh cứ trượt xuống dưới, chờ sau khi mình thoát game, sẽ khiếu nại về chuyện này ngay lập tức. Bạch Hiển chưa kịp nói xong, liền trượt đến cuối bản thuộc tính, anh cũng nghiêng đầu hé miệng, bản thuộc tính này có phải còn thiếu cái gì không sau khi xem đi xem lại mấy lần khi xem đến lần thứ năm cuối cùng bạch hiển cũng chắc chắn mình không nhầm nút thoát trò chơi trên bản thuộc tính của anh đã biến mất rồi chết tiệt những lời thô lỗ thốt ra trong nửa năm của bạch hiển đều không nhiều bằng nửa giờ này nút thoát của mình đâu bạch hiển mồ hôi lạnh đổ xuống dường như đã hiểu vì sao trò chơi này toàn bộ đều là đánh giá tốt rồi hóa ra người đánh giá tệ lại không tìm được nút thoát đứng ngay tại chỗ bạch hiển cảm thấy như thể mình đã bị cả thế giới bỏ rơi tiếng khóc bên tai càng lúc càng lớn dường như có một bóng người ở đằng xa xuyên qua màn sương mù chạy nhanh về phía này nghe tiếng khóc thê thảm kia nhìn bóng dáng ngày càng gần bạch hiển như nhìn thấy thần chết đang vẫy gọi mình anh không biết phải chạy đi đâu để trốn quay người lại thì thấy cửa phòng sau lưng nghiến răng mở cửa bước vào điều chỉnh nhịp thở Bạch Hiển dù sao cũng là một diễn viên hàng đầu đã có hơn 10 năm trong giới diễn xuất, anh trốn trong căn phòng tối phía sau, dựa người vào cửa, lấy tay che miệng và mũi. Tuyệt đối không được phát ra âm thanh. Nín thở, nhịp tim của Bạch Hiển đập theo tiếng bước chân bên ngoài, anh nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này quên hết mọi chuyện, hoàn toàn chìm đắm trong nỗi sợ hãi. Nguy hiểm sinh tử, chỉ khi tránh được quỷ ở bên ngoài, mới có thể suy nghĩ đến bước tiếp theo. Bạch Hiển không phát ra âm thanh nào, nhưng bên tai lại nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra sau lưng. Vào thời điểm quan trọng bị quỷ đuổi này, bất kỳ âm thanh nào cũng đều có thể tiết lộ sự tồn tại của chính mình. Bạch Hiển cau mày, nhìn về phía sau lưng. Ánh mắt di chuyển, lúc Bạch Hiển quay đầu lại, liền nhìn thấy một con quỷ màu đen dài gần 5 mét đang nằm ở phòng khách phía sau. Cái loại xấu xí gớm ghiếc đó không thể tả được, nó ẩn hiện trong bóng tối, còn đáng sợ hơn chính bóng tối nữa. Bạch Hiển đã nghẹt thở rồi, trong đầu anh xẹt qua cuộc đời của mình. Cuối cùng thì mình vẫn không thể trở thành ảnh đế. Con quỷ màu đen khổng lồ cực kỳ xấu xí đáng sợ áp sát về phía trước, cánh cửa phía sau Bạch Hiển cũng bị mở ra vào đúng lúc này. Ánh sáng chiếu vào mặt Bạch Hiển, anh nhìn thấy một người đeo mặt nạ mặt thú, dáng vẻ hơi quen quen một chút. "Đừng ở trong căn phòng này." Một giọng nói quen thuộc mơ hồ truyền đến người đàn ông đeo mặt nạ đang định tháo mặt nạ ra và đến gần đây, thì con quái vật dài 5 mét đột ngột tăng tốc lao thẳng vào người đàn ông đeo mặt nạ. Một ngụm máu suýt chút nữa phun vào mặt Bạch Hiển, anh nhìn người đeo mặt nạ bị con quái vật đánh cho ngã gục hoàn toàn. Gào thét lao vào trong sương mù, thời khắc này tất cả cảm xúc tích tụ trong nội tâm đều giải phóng ra hết, cùng loạn hét lên cầu cứu, lúc này anh đã diễn ra một nỗi tuyệt vọng vô cùng sâu sắc. Từ trên người anh không nhìn ra một chút diễn xuất nào, tất cả đều là cảm xúc tự tuôn trào ra. Nhanh, nhanh. Ngăn anh ấy lại. Cầm chiếc mặt nạ mặt thú, Hàng Phi từ dưới đất đứng dậy, hắn thật sự không ngờ đến đại nghiệp lại nhiệt tình như vậy, vừa nghe thấy giọng nói của mình đã vội vàng chạy ra ngoài, quả nhiên là một thú cưng có 90 điểm lòng trung thành. Lấy ra một quả tim lợn nấu chín bởi từ cầm từ trong ô vật phẩm, Hàng Phi nhồm nhòm nhai, vừa bổ sung máu, vừa đuổi theo Bạch Hiển. Anh Bạch, mày đừng có qua đây là em đây anh đừng chạy nữa mày đừng có qua đây bạch hiển chạy đến cửa sổ cuối hành lang dùng cùi chỏ đập vỡ kính cửa sổ và nhìn thành phố chìm trong đêm tối bên ngoài tại thời điểm này anh ấy đã thoát khỏi sự gò bó của diễn xuất tìm lại được con người thật và đơn giản nhất của chính mình trong tình huống như này anh phải đưa ra lựa chọn cuối cùng của mình mình cuối cùng vẫn không thể trở thành còn chưa kịp nói xong anh nhìn thấy một người phụ nữ từ cửa sổ rơi xuống người phụ nữ nhảy lầu có biểu hiện vô cùng kỳ lạ khi ngang qua người anh còn tiện tay đẩy anh một cái khiến anh cách xa cửa sổ mình bị một người phụ nữ nhảy lầu đẩy lại mối quan hệ phức tạp này khiến não của bạch hiển lại đông cứng anh ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi người phụ nữ từ trên lầu nhảy xuống từ cửa sổ lần nữa tinh thần của anh đã đạt đến cực hạn anh mới ngất đi anh bạch hàng phi cắn vài miếng đã ăn hết tim lợn mà từ cầm làm cho nói một câu cảm ơn với trang văn ở ngoài cửa sổ trước sau đó đỡ bạch hiển lên xong rồi thế này chắc không tỉnh lại được một khoảng thời gian ngắn rồi phong tử du và các nhân viên bảo vệ của tòa nhà chết chóc cũng chạy đến trên tay mọi người ai cũng cầm theo người giấy và các thứ khác kết quả căn bản không hề dùng đến có vẻ như các hoạt động giải trí mà sau này chúng ta chuẩn bị cho người chơi vẫn nên tiết chế lại một chút độ khó khi Hàng Phi chạm vào Bạch Hiển, cũng nhìn thấy thuộc tính của anh, hắn coi như cũng hiểu vì sao Lý Tai lại ghét Bạch Hiển như vậy rồi. Nhìn Bạch Hiển tầm thường như này, giá trị may mắn vậy mà lại cao tới 10, giá trị may mắn ban đầu của anh là 8. Trong trò chơi, anh còn kết hôn với một NPC ẩn có thể cải thiện thuộc tính của người chơi, đạt được một trạng thái gọi là Blessing of lớp giá trị may mắn được tăng lên một trên cơ sở ban đầu. Quan trọng nhất là không biết anh ấy kiếm đâu ra một loại nhẫn cực kỳ quý hiếm tranh e anh hùng vô danh, đeo chiếc nhẫn này thì không thể có được danh tiếng, nhưng có thể có được một chút may mắn. Bản thân Bạch Hiển không chơi mấy game mạo hiểm bao giờ, chỉ đăng nhập game vào buổi tối để thư giãn, nhưng cho dù là như vậy, anh cũng đã lên đến level 13. Chuyện này nếu như để Thiết Nam biết được, có lẽ đang sống sờ sờ sẽ bị tức đến chết mất. Ngoài may mắn ra, các thuộc tính khác của anh ấy rất chung chung, nhưng tài khoản của Bạch Hiển vậy mà lại có hai thiên phú. Thiên phú đầu tiên được gọi là chuyên môn diễn xuất, tranh dê, sau khi sở hữu thiên phú này sẽ có được kỹ năng diễn xuất xuất chúng. Thiên phú thứ hai có tên là may mắn, thiên phú tranh bê, sau khi có thiên phú này thì sẽ luôn gặp chuyện tốt lành. Nhìn chiếc nhẫn trên nón tay Bạch Hiển, Hàng Phi cảm thấy hơi chua xót. hắn cùng một nhóm người hàng xóm xếp thành vòng tròn xung quanh, mọi người đều chạy đến tham quan may mắn. Giá trị may mắn là thuộc tính khó nâng cao nhất, anh ấy vậy mà lại có 10 điểm. Chẳng trách cho dù sử dụng chung dẫn hồn, cũng phải chiêu đến lần thứ hai mới chiêu được anh ấy đến đây, lần thứ hai cũng phải là một khuôn mặt quỷ lao thẳng vào biển máu cưỡng ép kéo anh ấy ra. So với môi trường rộng lớn như tòa nhà chết chóc, Bạch Hiển quả thực có chút không hòa đồng, không ai trong số 5 người chơi mà Hàng Phi từng gặp trước đây có giá trị may mắn cao như Bạch Hiển. Giá trị may mắn cao thì có tác dụng gì? Anh ta vẫn là phải nằm trên mặt đất Còn xui xẻo hơn những người xui xẻo mà tôi từng thấy trước đây Lý tai có chút kết bỏ Bạch Hiển Dường như khí tức tỏa ra từ cơ thể Bạch Hiển rất không không thân thiện với anh ta Anh ấy nhìn thì đúng là có vẻ xui xẻo hơn những người khác Chẳng lẽ Hàng Phi sờ sờ cầm Trong lòng nghĩ đến một cái khả năng Chẳng lẽ gặp được mình đã dùng hết may mắn của anh ấy rồi à Ha 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 đi tới Ha ha một tiếng cho có, đưa anh ấy đến một nơi an toàn trước hận ý của bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ có thể ập đến bất cứ lúc nào tòa nhà chết chóc là mục tiêu chính của bọn chúng hàn phi muốn ập lai ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ còn phải ở lại đủ ba tiếng bây giờ cách ba tiếng vẫn còn sớm hàn phi quyết định trở về cư xá hạnh phúc trước để ngụy hữu phúc và mạnh thi chăm sóc bạch hiển yên tâm đi tôi sẽ chăm sóc bạch hiển như một người anh em gọi khóc và ứng nguyệt hàn phi bế bạch hiển rời khỏi tòa nhà chết chóc trước đây khi hoàng doanh tới đây anh ấy cũng đã uống cháo do mạnh thi nấu căn phòng nhỏ ấm cúng của bà quả thực có thể mang lại sức mạnh cho người ta hàng phi vừa đi vừa nghĩ phải giải thích như thế nào với bạch hiển hắn ban đầu cũng đã sắp xếp rất nhiều không biết làm thế nào mà bạch hiển lại chạy nhanh như vậy cuối cùng còn xông vào phòng mà đại nghiệt ở tòa nhà chết chóc có nhiều phòng như vậy người chơi có giá trị may mắn là mười này đều đã có tiếp xúc với những người hàng xóm chẳng lẽ đây chính là dấu hiệu của thần may mắn sao để anh ấy gửi lời chào đến các đồng nghiệp và người nhà trước. đã lâu rồi mới trở lại cư xá hạnh phúc. khi hàng phi nhìn thấy đèn ở tòa nhà số một bật sáng, trong lòng hắn cảm thấy rất ấm áp. cổng bạch hiển trên lưng, gõ cửa nhà mạnh thi. bà cụ vẫn ở trong nhà đợi con về như cũ. quản lý tòa nhà tiền nhiệm đã động tay chân với linh hồn của mạnh thi, khiến bà ấy quên đi mọi đau khổ. trong toàn bộ cư xá hạnh phúc những người khác chọn cách đối mặt với số phận và chiến đấu với tất cả sức mạnh của họ cố gắng tìm ra ánh sáng ở tận cùng đêm đen chỉ có mạnh thi và cháu trai nhỏ của bà chọn ở lại cư xá canh giữ ánh sáng cuối cùng trong cư xá nhỏ thực ra như vậy cũng rất tốt cho dù đám người hàng phi có khám phá ở những nơi xa tận đâu bọn họ chỉ cần trở lại trong cư xá nhỏ vẫn sẽ có một tia sáng bà ơi người này tên là bạch hiển anh ấy phải nhờ cậy bà chăm sóc rồi quá trình cụ thể cũng giống như lần trước chăm sóc Hoàng Doanh. Hàng Phi cũng ở bên cạnh, nhìn từ biểu hiện của Bạch Hiển trong tòa nhà chết chóc, anh ấy hiện tại đã vượt qua gông cùng của cảm xúc và giải phóng tất cả những cảm xúc còn tồn động trong nội tâm ra bên ngoài, chỉ cần một chút hướng dẫn, kỹ năng diễn xuất của anh ấy có thể lên một cảnh giới mới. Tuy rằng quá trình hơi nhanh, nhưng mình đã giúp anh Bạch hoàn thành tâm nguyện rồi, tiếp theo mình phải hỏi ý kiến của anh ấy đã. Mạnh Thi vào bếp nấu cháo, Đứa cháu nhỏ của bà đặt bộ đồ ăn và đôi đũa lên bàn, thật yên bình và ấm áp, ngay cả ánh đèn trong nhà cũng mang theo hơi ấm. Có tiếng gõ cửa, biết được hàng phi đã trở lại, Ngụy Hữu Phúc cũng đưa tiểu bác xuống tầng thăm. Vết thương trên người các nạn nhân của vụ án chặt thay ghép xác gần như đã lành hẳn, tiểu bác cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, trên tay còn cầm một chậu hoa nhỏ, đây dường như là vật quý giá nhất của cô bé. Trở về rồi. Ngụy Hữu Phúc tươi cười chào hỏi Hàng Phi, như thể cùng gia đình đoàn tụ trong Tết nguyên đáng, vô cùng tự nhiên. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Vâng, em về rồi. Hàng Phi ngồi vào bàn, cùng Ngụy Hữu Phúc tán gẫu tình hình hiện tại của mình, tiểu bác yên lặng bên cạnh chậu hoa nhỏ, một nhà cùng ngồi quay quần quanh bàn. Hữu Phúc, hiện tại em có một cách để anh gặp ông một lần, anh Hàng Phi muốn thông qua chiêu hồn xem có thể để cho ông lão đến đây hay không ngụy hữu phúc sau khi nghe xong thì lắc đầu anh biết tâm ý của em nhưng mà thôi bỏ đi ông phải mất nhiều thời gian như vậy mới làm quen được với việc anh đã đi xa anh không muốn khiến cho ông phải thấy khó chịu nữa đưa tay giúp tiểu bác buộc lại mái tóc xỏa ngụy hữu phúc tết tóc cho cô bé nói tám thân thể của chúng ta ghép lại với nhau hiện tại anh không muốn ông lão nhìn thấy anh bất cứ lúc nào anh đổi ý đều có thể tìm đến em Hàng phi kiểm tra thương thế của ngụy hữu phúc vết thương anh ấy gánh chịu trong tòa nhà chết chóc đã bình phục, mọi người hiện tại vẫn không thể tùy ý rời khỏi cư xá hạnh phúc được à. Ngụy Hữu Phúc gật gật đầu, mỗi khi anh ra khỏi cư xá hạnh phúc, ở sâu trong linh hồn sẽ có một giọng nói cảnh cáo, nếu ở bên ngoài cư xá thời gian dài rất có khả năng sẽ thu hút những thứ vô cùng đáng sợ đến. Không chỉ có anh, những nạn nhân khác của vụ án ghép xác người cũng như vậy. Tại sao lại thế? Phó sinh đã từng nói tiểu bác là chìa khóa, có thể liên quan đến cái này. Ngụy Hữu Phúc nhìn tiểu bác ngây thơ bên cạnh, phó sinh và ba người con của ông đều là không thể nhắc đến, bọn họ đã từng đi đến chỗ sâu của thành phố, tuy rằng đến cuối cùng phó sinh bị đánh đến ký ức vỡ vụn, kết cục vô cùng thê thảm. Nhưng ông ấy cũng đã thu hoạch được một số thứ, hình như ông ấy đã làm rõ được một bí mật của thế giới tầng sâu, mà bí mật này được ẩn giấu trên người của tiểu bác. Cô bé vẫn còn đang hát ngâm nga với chậu hoa, nếu nghe kỹ, đó hình như là một bài ca giao chiêu hồn, tiếng ca không thể nhắc đến cũng đã từng hát qua. Tám người bọn anh sau khi dung hợp là oán niệm đỉnh cao, nhưng không ai có năng lực có thể kiểm soát khí tức sau khi dung hợp, nếu như bọn anh có cơ hội trở thành hận ý, đốt cháy ngọn lửa màu đen của riêng mỗi người, đến lúc đó có thể sẽ không dễ dàng bị mất kiểm soát nữa. Ngụy Hữu Phúc yếu ớt không thể ra gió, nhưng anh lại là người duy nhất còn duy trì được lý trí trong vụ án ghép sát người. Sau khi bọn anh trở thành hận ý, thì có thể có được tự do à. Hàng Phi cũng cảm thấy tiểu bác rất quan trọng, thực ra tất cả các hộ dân trong cư xá hạnh phúc đều là phó sinh sau khi đã chọn lựa rất kỹ lưỡng mới lưu lại, ai cũng đều rất có tiềm lực, ai cùng đều rất khủng khiếp. Khóc có thiên phú giống như tiếng ca, có thể công kích ở phạm vi lớn, còn có thể thao túng tuyệt vọng. Mạnh thi là cư dân duy nhất cải tạo thành công thế giới tầng sâu, trong mắt không có bất kỳ sát ý và oán hận nào từ cầm là bản thể tập hợp nguyền rủa vô cùng đặc biệt, lại thích nấu nướng, đẹp đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Cương thần là một tia thiện ý của không thể nhắc đến, ứng nguyệt không chỉ thực lực đáng sợ, mà còn có thể chế tạo quỷ văn. Suy nghĩ kỹ lại, có vẻ như những cư dân còn lại trong tòa nhà số 1 chính là chỗ dựa lớn nhất của phó sinh dành cho người đến sau. Người dẫn đường này không đưa cho hàng phi bất kỳ bảo vật nào, nhưng chuẩn bị một nhóm những người hàng xóm đáng tin cậy cho hắn. Đối với việc liệu Hàng Phi có bị giết bởi những người hàng xóm của mình hay không, liệu hắn có thể lấy được lòng tin của họ hay không, Phó Sinh dường như chưa bao giờ xem xét đến những vấn đề này. Khi Hàng Phi và ngụy Hữu Phúc đang nói chuyện, Bạch Hiển chậm rãi tỉnh lại, mi mắt khẽ chớp, rồi đột ngột mở ra. Miệng há to, dường như anh muốn hét lên điều gì đó, nhưng cổ họng lại cảm thấy nóng nóng, dây thanh âm đã hét đến khàn rồi. Anh Bạch, anh tỉnh rồi à? Hàng Phi bê ly nước chậm rãi đi tới, nhưng hắn vừa đến gần, Bạch Hiển lại ngất đi, lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước. Chuyện này là sao? Sờ sờ cái mặt nạ mặt thú trên mặt, Hàng Phi cảm thấy vẫn nên đưa Bạch Hiển về trước thì tốt hơn, đêm nay hắn còn có chuyện khác, không thể ở đây quá lâu. Hôm nay sẽ dùng anh Bạch lấy một chút âm đức trước, chờ sau khi thoát game, mình sẽ đi xem xem tình hình anh ấy thế nào. Sử dụng thiên phú hồi hồn, Hàng Phi đã đưa Bạch Hiển bất tỉnh trở lại thế giới tầng cạn. Khi Chiêu Bạch Hiển xuống chơi thì rất tốn công sức, nhưng khi đưa anh ấy đi thì lại vô cùng dễ dàng. Dường như có một sức hút hướng Bạch Hiển trở lại, điều mà Hàng Phi chưa bao giờ gặp phải khi sử dụng thiên phú hồi hồn của mình cho người khác. Vẫn là giá trị may mắn cao thì tốt. Có sự gặp gỡ trong thế giới âm gian lần này, Hàng Phi cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Bạch Hiển đã tiến thêm một bước nữa. Mỗi tội Bạch Hiển viên ngọc có tì vết này quá nhát gan, rất nhiều thử nghiệm mà hắn đã chuẩn bị trước đều không sử dụng được không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đợi lần sau rồi. Lấy được âm đức, Hàng Phi chia tay Ngụy Hữu Phúc và Mạnh Thi, bắt đầu đi về phía rìa của sương mù với những người hàng xóm khác. Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ luôn cho rằng những người trong tòa nhà chết chóc đang phá đám, trọng điểm cảnh giác chính là khu vực bị sương mù dày đặc bao phủ, bọn chúng nhất định không ngờ đến chúng ta đi ra từ bên phía bách hóa thương mại. Hàng Phi lần này gọi thêm Trang Văn đi cùng, hắn phải tập trung toàn bộ sức lực của mình để tìm ra bí mật của cô nhi viện đó. Trước khi đăng nhập vào game, những lời nói của mèo Luli đã khiến hắn vô cùng xúc động. Cô nhi viện trong mắt mỗi đứa trẻ đều khác nhau, mỗi đứa trẻ đều bị mắc kẹt trong một cô nhi viện. Cô nhi viện có vẻ đầy cửa sổ trong khu vực bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ có lẽ là thuộc về giày trắng nhỏ, bên trong có lẽ có ẩn chứa quá khứ của nó. Nhóm người rời khỏi sương mù, đến bách hóa thương mại thông qua các con ngõ nhỏ ở giữa mỗi khu vực. Hàng Phi nói với gương thần kế hoạch của mình, hắn muốn dựa vào sức mạnh của ông ấy, nhưng đáng tiếc, gương thần chỉ có thể phát huy sức mạnh có thể so sánh với hận ý khi bản thể ở bách hóa thương mại mà thôi. Ông ấy có thể hợp tác với Hàng Phi để giúp hắn điều khiển điện thờ, tấn công và gây ảnh hưởng cho các quỷ quái ở gần bách hóa thương mại, nhưng nếu khoảng cách xa hơn 100 mét, thì họ không thể làm được gì. Cách tốt nhất là mọi người hãy truy cản con mồi đến khu vực lân cận của bách hóa thương mại, như vậy tôi mới có thể phát huy toàn bộ sức lực. Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ cố hết sức dẫn dụ kẻ địch đến đây. Hàng Phi đứng gần điện thờ, trong lòng vẫn còn nghi hoặc, thông thường mà nói, hận ý chỉ cần bước vào một khu vực nào đó, thì sẽ lập tức bị hận ý đã đã đốt cháy ngọn lửa màu đen đồng loại phát hiện, nhưng tại sao 10 ngón tháo chạy vào trong khu bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ? Hận ý trong đó lại không có phản ứng thái quá nào. Khi tên quỷ quyệt đó trốn thoát, Gã đã lấy đi một vài món đồ quan trọng nhất trong bách hóa, một trong những món đồ do bản thể của tôi để lại, được gọi là áo khoác dục vọng. Cương thần đẩy chiếc kệ phía sau điện thờ sang một bên, để lộ ra một căn phòng trống không, mọi người luôn thích trang trí những dục vọng trong lòng mình cho thật xinh đẹp. Chiếc áo khoác đó được tạo nên từ tham dục của vô số người, là một món đồ vô cùng quý hiếm. Áo khoác dục vọng này có thể ngăn cản sự rình mò của người ngoài, nếu như mình đưa nó cho tiểu bác thì có phải cô bé cũng có thể rời khỏi cư xá hạnh phúc không? Hàng Phi tính toán trong lòng, ngoài áo khoác dục vọng ra, mười ngón còn ăn trộn thứ gì nữa? Còn có một miếng thịt. Nghe thấy lời của gương thần, từ cầm cũng đi tới. Thịt. Miếng thịt yêu thích của không thể nhắc đến, là do bản thể của tôi mang về từ sâu trong thành phố, miếng thịt đó sẽ không thối rửa, sẽ luôn chảy một dòng bất tận máu tươi và sát ý. Gương thần lấy ra một quyển sổ sách từ trên kệ, sau khi ông ấy viết lên trên vài chữ thì đưa quyển sổ cho hàng phi bên trên này liệt kê đều là những món đồ do mười ngón trộm mất trong đó quan trọng nhất là áo khoác dục vọng và miếng thịt kia nhất định phải lấy lại được tôi hiểu rồi hàng phi nhận lấy quyển sổ lại xác nhận chi tiết cụ thể hơn với gương thần sau khi mọi thứ chuẩn bị xong hàng phi nhờ trang văn ở lại trước cửa bách hóa thương mại để tiếp ứng còn bản thân hắn thì lợi dụng tác dụng che giấu sương mù cùng mặt nạ mặt thú Ông Ninh Đàn đi vào khu vực bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ để dò đường đi trước. Hắn dùng điện thoại di động của Đông Đóm để giữ liên lạc với Ha Ha và Trang Văn, chỉ cần xác định được vị trí của con mồi, hắn sẽ lập tức thông báo cho Trang Văn ra tay, đánh cho ba hận ý trong bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ trở tay không kịp. Hận ý của bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ không biết gì về tòa nhà chết chóc, mình lại được sự giúp đỡ của bác sĩ Nhan, gần như đã tìm hiểu rõ nội tình của ba hận ý, trận chiến này bọn chúng sẽ thắng như thế nào đây? bước đi nhanh nhẹn trong bóng tối của thành phố hàng phi hoàn toàn nhập vai thành một con quỷ chạy cực nhanh mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào cô nhi viện bỏ hoang cách bách hóa thương mại không xa hàng phi cũng gặp phải vài quỷ quái dọc đường những quỷ quái đó khác với quỷ quái gần sương mù hành vi cũng coi như là bình thường hàng phi cũng không đặc biệt tìm bọn chúng gây rắc rối có thể tránh được thì tránh cho đến khi nhìn thấy cô nhi viện ở cuối phố Phong cách kiến trúc của tòa nhà đó khác với tất cả các tòa nhà trong khu vực bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, bức tường cao màu xám, mái nhà màu đen, tổng thể mang đến cho người ta cảm giác âm trầm chết chóc. Những tòa nhà khác đều méo mó xiên xẹo, chỉ duy nhất có tòa nhà này không khác mấy so với cô nhi viện trong hiện thực. Hàng Phi không lập tức tới gần, hắn ôm linh đàn, đeo nhẫn của chủ nhà, đi dạo một vòng quanh cô nhi viện trước. Tòa nhà nhìn không lớn lắm, nhưng hàng phi phải mất 20 phút để đi dạo hết một vòng ngoài ra hắn còn phát hiện tất cả các tòa nhà trong cô nhi viện đều không có cửa sổ cô nhi viện được bao bọc bởi những bức tường cao căn phòng bên trong cũng giống như quan tài vậy chỉ có một cánh cửa sắt ngột ngạt một khi cánh cửa đóng lại nó hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài không phải bác sĩ nhan nói rằng người thợ sơn đã vẽ đầy các cửa sổ ở đây hay sao sau khi xác định không có nguy hiểm hàng phi ôm linh đàn từ từ đến gần Đi qua con đường quanh co, Hàng Phi đi đến cửa sau của cô nhi viện, trước mặt là một cánh cửa sắt lớn màu đen, qua khe cửa có thể nhìn thấy sân nhỏ hoang tàn đổ nát bên trong. Đến gần từng chút một, Hàng Phi phát hiện bên cạnh cánh cổng sắt treo một số nhà gỉ xét, bên trên có một con số 024. Trên toàn bộ con phố, các tòa nhà khác đều không có số nhà, chỉ có tòa nhà này có, số nhà này rất có khả năng là ám chỉ con số riêng của giày trắng nhỏ. Hàng Phi khẽ nâng cánh tay lên, chuẩn bị mở cửa đầu ngón tay chạm vào cửa sắt vào ngay lúc đó trong đầu hàng phi đột nhiên bật ra tiếng cười cuồng loạn âm thanh chói tay gần như xé rách màng nhĩ và phá vỡ ký ức của hắn ấn huyệt thái dương hàng phi cúi xuống khuôn mặt nhăn nhó đau đớn anh tới đây tìm người à giọng nói non nớt của một đứa trẻ phát ra từ phía bên kia cánh cổng sắt ánh mắt hàng phi từ từ trở lại bình thường với sự điều khiển cơ mặt của mình hắn phải mất hơn 10 giây mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Khi hàng phi ngẩng đầu lên một lần nữa, trên khuôn mặt của hắn đã lộ ra một nụ cười lương thiện và ấm áp. Bạn nhỏ, viện trưởng của các em có ở đây không? Anh có một số chuyện cần bàn với ông ấy. Bên trong cánh cổng sắt là một cậu bé, quần áo và giày của cậu đều màu đỏ nhạt. Viện trưởng đang ở trong phòng làm việc, ông ấy đã lâu không ra ngoài rồi. Đứa nhỏ nhìn mới 5-6 tuổi, ra sức giúp hàng phi mở cánh cửa bên cạnh ra anh vào đi mẹ nói bên ngoài rất nguy hiểm không được ở bên ngoài quá lâu mẹ hàng phi ghi nhớ cách xưng hô rất đặc biệt này đối với trẻ mồ côi bước vào cô nhi viện xung quanh lập tức yên tĩnh lại giống như nơi này và bên ngoài là hai thế giới khác nhau vậy em đưa anh đến gặp viện trưởng cậu bé loạn choạng đi về phía trước như một chú chim cánh cụt nhỏ nhưng chưa kịp đi xa thì một hòn đá bay tới đập vào cánh tay của đứa trẻ. Đứa trẻ che tay với vẻ mặt bất bình, nước mắt lưng tròng, nhưng nó không dám dừng lại mà chạy về phía trước với tốc độ nhanh hơn. Cậu càng chạy, đá ném về phía cậu càng nhiều, nhưng những viên đá kia đều không rơi trúng người cậu lần nữa. Cậu bé ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh mình, Hàng Phi đã dùng cơ thể giúp cậu chặn những viên đá đó. Đá to như vậy cũng dám tùy tiện ném à. Mấy đứa mau tới đây. Hàng Phi giơ linh đàn, như thể lúc nào cũng có thể chuẩn bị đem linh đàn ném về phía đó vậy thấy hàng phi hung ác như thế ba đứa trẻ núp trong bụi cây ném đá trong tay đi quay đầu bỏ chạy ra sau tòa nhà thật sự là khó dọn dẹp khi trở lại sẽ cho tất cả các cậu vào hộp tro cốt và hỏa táng luôn nghe được lời nói của hàng phi đứa trẻ bị bắt nạt cũng hơi sợ hãi một chút che tay không dám nói em có sao không không sao không sao ạ à. Cậu bé hoạt động cánh tay, tiếp tục loạn choạng chạy về phía trước. Khi chuẩn bị đi vào tòa nhà đầu tiên, cậu đột nhiên dừng lại, nhỏ giọng nói, mẹ. Làm sao mẹ lại bị phát hiện rồi? Hàng Phi cũng nhìn theo ánh mắt của cậu bé, có một người phụ nữ to khỏe cao hơn 2 mét, đeo tạp về, đang kéo một bao rác lớn đi về phía cửa chính của cô nhi viện. Chiếc nhẫn của chủ nhà phát ra cảnh cáo, người phụ nữ cao hơn 2 mét kia là một quán niệm cỡ vừa, trên người toát ra khí tức u ám lạnh lẽo đừng đi tới đó vội hàng phi giữ chặt đứa trẻ người phụ nữ to khỏe chất vài bao rác trên khoảng đất trống cạnh lối vào cửa chính sau đó cô ta xoay người bước vào một căn phòng nào đó mẹ mẹ ở đó đứa trẻ vội vàng nói đi nói lại mấy lần sau khi hàng phi buông tay ra cậu liền chạy thẳng tới chỗ mấy túi rác hai tay lật tìm mấy túi rác không mất nhiều thời gian cậu bé từ trong một cái túi rác nào đó lôi ra một con búp bê hình phụ nữ rách nát hôi hám đây chính là mẹ mà em đang nói tới à thoạt nhìn hàng phi còn tưởng rằng cậu bé kêu oán niệm cỡ vừa vừa rồi là mẹ nhưng hiện tại mới phát hiện là không phải cậu bé gật gật đầu bọn họ luôn muốn giết chết mẹ chúng ta phải giấu mẹ đi mới được cậu bé đang ôm con búp bê bốc ra mùi hôi thối đôi mắt trong veo sạch sẽ vô cùng nghiêm túc nhìn hàng phi em vẫn luôn coi đây là mẹ à hàng phi từng thấy những đứa trẻ mồ côi gọi nhân viên làm việc bằng mẹ còn đứa trẻ coi một con búp bê vải là mẹ thì rất ít nội tâm bọn chúng đa số đều bị tổn thương nào đó bà ấy chính là mẹ của em cậu bé rất đáng yêu đặt một ngón tay lên môi anh đừng nói với ai nhé nếu không bọn họ sẽ cướp mẹ của em đấy những đứa trẻ khác ở đây dường như đều không thể tìm thấy chính mẹ và bố của mình trước đây nói với em bên ngoài rất nguy hiểm chính là con búp bê vải này à mẹ vẫn luôn bảo vệ cho em, nếu như không có mẹ, có lẽ em đã sớm bị. Cậu bé đột nhiên che miệng lại, mẹ không cho em nói với người khác. Mẹ em là sợ em bị ức hiếp, nên mới không cho em nói chuyện này với những kẻ bắt nạt em, nhưng vừa rồi anh đã đỡ đá cho em, anh không phải người bắt nạt em, anh là bạn của em. Hàng Phi dắt tay cậu bé, lúc ở bóng tối bên tường, bạn bè đều là người của mình, em có thể hiểu được không? Ở trong mắt những đứa trẻ này, trên người hàng phi có một loại khí chất đặc biệt hắn giống như đại ca biết chơi nhất trong khu khiến người ta không tự chủ được muốn chơi cùng do dự một lúc cậu bé dường như giả bị hàng phi đưa vào trồng cảm thấy những gì hắn nói rất có lý trong cô nhi viện có bảy phòng khác nhau mỗi phòng cũng có một tác dụng khác nhau trong đó có một phòng dành riêng cho những đứa bé hư nếu như anh không nghe lời hoặc mọi người đều không thích anh vậy thì anh sẽ bị nhốt trong căn phòng đó hình phạt cho một đứa trẻ bị nhốt trong căn phòng đó là gì không biết đứa trẻ lắc lắc đầu đứa trẻ bị nhốt trong căn phòng đó chưa từng được ra ngoài lại lần nào căn phòng đó tuyệt đối không được vào sẽ xảy ra chuyện rất xấu đây cũng đều là mẹ nói với em sao hàn phi liếc mắt nhìn búp bê một cái đúng vậy mẹ biết rất nhiều chuyện xảy ra ở cô nhi viện bà còn nói người nguy hiểm nhất trong cô nhi viện không phải là bảo mẫu và nhân viên xã hội cũng không phải viện trưởng và chú nấu ăn, mà là một đứa trẻ vĩnh viễn không bao giờ lớn lên. Cậu bé ôm cổ con búp bê, "Em thấy anh là người lớn nên em mới nói với anh, bí mật này trong cô nhi viện có rất nhiều người đều không biết, ngay cả viện trưởng cũng hoàn toàn trong bóng tối." Một đứa trẻ sẽ vĩnh viễn không bao giờ lớn lên. "Thế em có biết nó trông như thế nào không?" Mẹ chỉ dặn em phải cẩn thận với nó, nhưng mẹ cũng không chắc chắn nó rốt cuộc là ai, tóm lại anh phải cẩn thận với những đứa trẻ đó. Cậu bé ôm con búp bê phụ nữ, thăm dò bên ngoài một chút, em nên giấu mẹ ở đâu bây giờ? Lần trước giấu dưới gầm giường, kết quả bị cô bảo mẫu phát hiện ra ngay, lần này em phải tìm một chỗ an toàn. Cánh tay quàng qua cổ con búp bê, thằng bé đang nhìn ra ngoài thì bất ngờ một vài cánh tay từ trong góc vương ra, túng tóc lôi ngã xuống dưới đất. Cho mày chạy này. Mày chạy nữa đi. Vài đứa trẻ núp ở bên kia bức tường đoạt lấy con búp bê từ trong tay cậu bé, cô không cho giấu đồ chơi riêng mày còn dám mang theo đồ chơi bên mình tao sẽ đi mách cô đó không phải đồ chơi là mẹ của tớ cậu bé nhìn con búp bê bị cướp mất đột nhiên từ trên mặt đất đứng dậy dùng hết sức hút vào nam sinh cầm đầu nhưng tiếc là cậu bé quá gầy yếu còn chưa đụng vào người ta đã bị hai đứa trẻ khác ngăn lại tấn chặt trên mặt đất đồ khốn kiếp này mày còn muốn đánh tao à nam sinh cầm đầu dùng hai tay túng lấy cổ con búp bê như thể chuẩn bị xé rách nó ra. Hàng Phi thực sự không nhịn nổi nữa lấy dao tái sinh ra, nhưng khi hắn đến gần, trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Người chơi số không hãy chú ý. Bạn đã kích hoạt nhiệm vụ thông thường ranh e cô nhi viện màu trắng. Cô nhi viện màu trắng, nhiệm vụ thông thường ranh e ở sâu trong tòa nhà đen kịt này, có một linh hồn trong trắng. Yêu cầu nhiệm vụ 1, tìm ra đứa trẻ vĩnh viễn không bao giờ lớn lên. Yêu cầu nhiệm vụ 2, chơi ít nhất 3 trò chơi với những đứa trẻ trong cô nhi viện. Nhắc nhở nhiệm vụ, chơi trò chơi với những đứa trẻ trong cô nhi viện có thể nâng cao mức độ thân thiện giữa bạn và những đứa trẻ, độ thân thiện càng cao, xác suất đứa trẻ đó xuất hiện càng lớn. Chú ý, trong nhiệm vụ ranh e có khả năng sẽ xuất hiện hận ý. Người chơi hãy lựa chọn cẩn thận xem có nên nhận hay không. Chú ý, mỗi khi hoàn thành một trò chơi đều sẽ nhận được một thù lao nhất định. Hoàn thành càng nhiều trò chơi, phần thưởng cho nhiệm vụ cuối cùng sẽ càng hậu hĩnh. Con dao dơ lên lại bị hàng phi ấn xuống, ánh mắt nhìn đám trẻ con cũng chuyển từ lạnh lẽo sang ấm áp, lũ trẻ đầu gấu dậy dỗ một chút là được, ai mà chưa từng có tuổi thơ cơ chứ. Không ngờ lại kích hoạt một nhiệm vụ ranh e, xem ra nơi này thực sự có liên quan đến ba hận ý kia. Hàng Phi sử dụng chạm vào bí mật ẩn sâu tận linh hồn, nắm chặt cánh tay của nam sinh cầm đầu, ngăn cản không cho nó phá hủy con búp bê. Đều là bạn nhỏ trong cùng một viện, sao có thể ra tay nặng như vậy? Hàng Phi hai tay dùng sức, thể lực của hắn 30 bắt nạt một đứa trẻ cũng không có vấn đề gì. Anh là ai? Nam sinh cầm đầu là đứa lớn tuổi nhất trong đám trẻ con này, không hề sợ hãi Hàng Phi, dường như bình thường đã quen với việc kiêu ngạo, bây giờ cho dù hai tay bị hắn giữ lấy, vẫn dám lớn tiếng như cũ. Anh là nhân viên chăm sóc mới đến. Hàng Phi còn chưa kịp nói xong, nam sinh lớn tuổi nhất đã ném con búp bê trên tay cho một đứa trẻ khác, cầm lấy con búp bê rồi chạy về một quãng đường dài phía sau. Tôi không quan tâm anh là cái gì. Muốn con búp bê rách kia thì tự mình đi lấy. Nam sinh nhìn Hàng Phi cười phá lên, biểu cảm anh có thể làm gì tôi nào. Nhìn chầm chầm vào đầu của đối phương, Hàng Phi cũng duy trì sự tao nhã của một người trưởng thành, đầu tiên là che miệng nó lại, sau đó hung hăng tác vào đầu nó một cái con không dạy được là lỗi của bố mẹ. Che miệng là vì sợ nó phát ra âm thanh, nam sinh bị đánh đến u mê, nụ cười trên mặt nó đã đông cứng lại, trong mắt hiện lên vẻ độc ác không nên thấy ở lứa tuổi của mình. Nó dùng hết sức dãy dụa, không ngừng cố gắng mở miệng, như muốn cắn đứt ngón tay hàng phi. Động tác của nam sinh càng lúc càng mạnh, hàng phi thấy thể lực 30 của mình vậy mà lại có chút không thể khống chế được đối phương, để đề phòng bị cắn phải, hắn chỉ có thể đẩy nam sinh ra, anh dám đánh tôi. Nam sinh trước đó dường như đã từng lang thang trên đường, tính tình hung dữ, lúc tức giận thì nghe răng trợn mắt, giống như một con chó hoang đang bảo vệ thức ăn của mình. Anh chỉ muốn em trở lại con đường đúng, có lẽ hành vi vừa rồi của anh có thể được gọi là roi vọt dạy dỗ. Hàng Phi không muốn làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, dù sao trong cô nhi viện này cũng còn có người lớn, chưa đến lúc bắt buộc phải ra tay, tốt hơn hết là vẫn nên khiêm tốn một chút, như vậy có thể ngăn ngừa thu hút hận ý đến. Hãy trả lại con búp bê cho đứa trẻ đó, nếu các em thực sự quá chán, anh có thể chơi với các em. Anh tới chơi với chúng tôi. Nam sinh hung ác nhìn chầm chầm hàng phi, ánh mắt thâm thúy đầy ý xấu, được rồi, anh chỉ cần chơi với chúng tôi một trò chơi, nếu như anh thắng, chúng tôi sẽ trả lại con búp bê cho nó. Nhưng nếu anh thua, anh phải nghe theo mệnh lệnh của chúng tôi, chúng tôi bảo anh làm gì, thì anh phải làm cái đó một trò chơi thì quá đơn điệu rồi, hay là chúng ta trực tiếp chơi ba trò đi. Sau đó hai ván thắng ba thì sao? Hàng Phi làm ra một vẻ bất lực, tự hồ đặc biệt không thích chơi với trẻ con. Được. Mấy đứa trẻ đều vô cùng phấn kích, nhìn Hàng Phi như thể đang nhìn động vật trong vườn bách thú. Trò chơi đầu tiên là chơi cái gì, các em hãy nói đi. Đó là một trò chơi rất đơn giản, thầy giáo thường dẫn chúng tôi chơi cùng nhau, trò chơi này có tên là bạn làm tôi học. Nam sinh chỉ vào mặt của chính mình, anh chỉ cần làm động tác giống y hệt như tôi là được, nếu như anh không làm được thì có nghĩa là anh đã thua. Hàng Phi nghe giới thiệu trò chơi liền tập trung chú ý, dù sao đây cũng là nhiệm vụ ranh e, mặc dù nhiệm vụ thông thường độ khó kém rất nhiều so với nhiệm vụ ẩn và nhiệm vụ kế thừa điện thờ, nhưng trong nhiệm vụ này cũng có khả năng xuất hiện hận ý. Vài đứa trẻ cùng Hàng Phi đứng dưới bức tường cao màu xám, nam sinh cầm đầu có vẻ khiêu khích, anh hãy nhìn cho kỹ lưỡi của nam sinh từ từ thè ra khỏi miệng sau đó vô cùng miễn cưỡng chạm vào chóp mũi của mình hết rồi chỉ thế thôi sao hàng phi liên tục nắm chặt con dao tái sinh trong túi sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào nhưng đứa trẻ cũng không làm ra hành động gì quá nguy hiểm anh có thể làm được không nếu không làm được thì anh thua nam sinh dường như đang nghĩ cách tra tấn hàng phi có vẻ cũng không quá khó Kỹ năng diễn xuất bậc thầy có thể giúp hàng phi vận dụng mọi cơ trên mặt, cho phép hắn có những biểu cảm tinh tế nhất, lưỡi của hắn quả thực không dài như nam sinh, nhưng hắn có kỹ thuật. Cố gắng thử mấy lần, hàng phi cuối cùng vươn tay tóm lấy đầu lưỡi của mình, cuối cùng coi như đã chạm vào chóp mũi. Cuốn lưỡi hơi đau, hàng phi chuyển động đầu lưỡi của mình một chút, đây có phải coi như anh đã thắng rồi không? Chúng tôi tổng cộng có 5 người, anh đều phải bắt chước hết mới được. Nam sinh cầm đầu dường như đã sớm nghĩ tới, lợi dụng ưu thế số người để đối phó Hàng Phi. Nói xong nó liền đẩy một nhóc béo bên cạnh ra, nhóc béo nhìn Hàng Phi, làm một cái mắt lát, sau đó một con mắt khôi phục bình thường, con mắt còn lại vẫn ở khóe mắt. Sao lại cảm thấy thật sự như đang chơi đùa với trẻ con vậy? Hàng Phi ngồi sổng trước mặt nam sinh, ánh mắt di chuyển còn linh hoạt hơn cả nhóc béo kia. Nhìn thấy Hàng Phi liên tiếp bắt trước được hai người, nam sinh lớn tuổi nhất có chút vội vã, liền đẩy một cô bé đặc biệt gầy yếu đến phía trước. Cô bé muốn thực hiện động tác xoạc chân nhưng có lẽ vì sợ hãi nên phần thân trên của cô bé không ấn được xuống hoàn toàn. Nam sinh chửi một câu, nó cùng với nhóc béo cùng nhau ra tay ấn cô bé xuống. Đừng hành hạ cô bé nữa. Hàng phi xoạc chân một cách dễ dàng, là một diễn viên chuyên nghiệp, những bài huấn luyện cơ bản như này không khó đối với hắn, các em vẫn còn hai cơ hội. Nam sinh một cước đá văng cô bé còn chưa đứng dậy ra cũng không còn bình tĩnh như trước, nhìn chầm chầm hàng phi, anh đừng mãn nguyện quá sớm, mấy người đi cùng tôi. Nam sinh nghiến răng nghiến lợi nói về phía hàng phi, thật ra nghĩ kỹ lại nó với hắn cũng không có thù hận gì lớn, hắn chỉ ngăn nó xé rách con búp bê vải mà thôi. Nhưng chính vì điểm này, lửa giận trong lòng nó lại bốc lên tận đầu, từ khuôn mặt không nhìn ra được một chút non nớt và ngây thơ nào của một đứa trẻ, chỉ đơn thuần có hận và ác ý đứa trẻ này liệu có phải là hiện thân của hận ý không hàng phi nắm tay cậu bé theo nam sinh đi vòng quanh cô nhi viện họ đi qua tòa nhà chính của cô nhi viện đến bên cạnh nam sinh lặng lẽ mở cánh cửa gỗ trước mặt một mùi thối rửa bốc ra nó dẫn đầu chạy vào trong anh nhất định sẽ thua căn phòng không cửa sổ chất đầy những rổ rau hầu hết các loại rau đã ngả màu vàng và có bọ bò trên đó bên cạnh rổ rau có một cái tủ lạnh mùi hôi thối chính là bốc ra từ tủ lạnh đó. Đây hình như là nhà bếp của cô Nhi Viện. Một vài đứa trẻ chạy đến phần trong cùng của nhà bếp, nam sinh lớn tuổi nhất kia nhặt con dao làm bếp trên thất lên. Nó ra cướp con búp bê từ trong tay đứa trẻ kia, sau đó đưa cho thằng bé con dao làm bếp. Đứa trẻ kia lắc đầu ngoài ngoại, không dám đón lấy. Nếu mày không chơi, lần sau chúng tao sẽ chơi mày. Nam sinh lớn tuổi nhất bắt đầu đe dọa, nó muốn dí con dao làm bếp vào tay đứa trẻ kia, khiến đứa trẻ kia sợ đến phát khóc, không ngừng xua tay. Cuối cùng con dao làm bếp rơi xuống đất, âm thanh giòn giả khiến mọi người trong phòng đều giật bắn mình. Không ai dám nhúc nhích, vài giây sau, không thấy bên ngoài có gì bất thường, đứa trẻ bị ép buộc kia quay đầu bỏ chạy ra ngoài, nó đã chạy thoát. Đồ khốn Nam sinh lớn tuổi nhất mắng một tiếng, rồi đưa con dao làm bếp cho đứa nhỏ tuổi nhất bên cạnh khuôn mặt của đứa trẻ đó bị biến dạng bẩm sinh trí tuệ dường như cũng có một số khiếm khuyết nó phải dùng cả hai tay mới cầm được con dao làm bếp nam sinh lớn tuổi nhất ra hiệu bằng tay như thể muốn cho đứa trẻ nhỏ tuổi nhất kia chém vào người mình nam sinh đứng đằng sau đứa trẻ kia mặt mũi hung dữ đến đáng sợ những đứa trẻ không được hướng dẫn đúng cách sẽ dễ trở nên méo mó tàn nhẫn sẽ khắc sâu vào xương cốt khiến chúng không còn chút kính sợ nào với sinh mệnh hơn nữa chúng sẽ thích săn bắn và giết chết đồng loại của mình hoàn toàn bị chi phối bởi ham muốn hủy diệt cứ làm đi để tao xem anh ta sẽ học nó như thế nào đôi mắt nó đỏ ngầu nắm lấy tay đứa trẻ ánh mắt nhìn chằm chằm vào cổ đứa trẻ da mặt bắt đầu run rẩy miệng bắt đầu vô thức phát ra những âm thanh kỳ lạ chờ một chút hàng phi rút ra dao tái sinh không phải em chỉ là muốn cậu bé này thương tổn chính mình sau đó xem anh có dám học theo không như vậy là đã vi phạm ý nghĩa của bản thân trò chơi này. Làm sao? Anh không dám à? Nếu không muốn học, vậy anh hãy nhận thua là được rồi. Nam sinh lớn tuổi nhất nhìn chầm chầm Hàng Phi. Em thật sự là thiếu giáo dục. Hàng Phi chậm rãi đóng cửa phòng bếp lại, sau khi xác định bên ngoài không có quỷ quái nào khác, hắn mới nâng con dao đồ tể trong tay lên. Lưỡi dao tỏa ra sự ấm áp và ánh sáng xuất hiện trong phòng bếp, Hàng phi nhắm con dao tái sinh vào cánh tay của mình, chém trực tiếp không chút do dự. Khi lưỡi dao tạo thành từ nhân tính chạm vào làn da của Hàng phi, nó lan ra như một làn sóng, cánh tay của hắn vẫn còn nguyên vẹn không tổn hại. Em còn muốn chém vào chỗ nào nữa? Hàng phi không biết đứa trẻ này đã trải qua chuyện gì, tại sao lại trở nên tàn nhẫn như vậy, hắn chuẩn bị tâm sự với nó một chút. Lưỡi dao phát ra khí tức nguy hiểm không thể làm cho Hàng phi bị thương chút nào nam sinh lớn tuổi nhất nghiến răng nghiến lợi sau đó đột nhiên nâng con dao làm bếp trong tay lên là dao có vấn đề con dao của anh có vấn đề căn bản không thể giết người không thể giết người sao một câu như vậy em cũng có thể nói ra được à ánh mắt hàng phi càng ngày càng ảm đạm hắn cầm dao tái sinh đi về phía nam sinh trên cao nhìn xuống cúi đầu nhìn đối phương nếu như không thể giết người thế em có dám để cho anh thử một chút không lưỡi dao sáng chói dường như có thể cắt đứt bất cứ thứ gì nam sinh lùi lại một bước cuối cùng vẫn không dám thử được rồi trò chơi đầu tiên coi như anh đã thắng hận trong đôi mắt nam sinh gần như sắp trào ra khỏi khoang mắt nó từ từ đặt lại con dao làm bếp trên thất xuống khi nam sinh nhận thất bại hàng phi cũng nhận được nhắc nhở của hệ thống người chơi số 000, hãy chú ý bạn đã thành công cùng những đứa trẻ hoàn thành trò chơi đầu tiên nhận phần thưởng nhiệm vụ manh mối một manh mối một đứa trẻ bạn đang tìm kiếm đầu óc có vấn đề nghe được manh mối hàng phi rất vui mừng nhưng nhìn xung quanh mọi đứa trẻ ở đây dường như đầu óc đều có vấn đề đứa trẻ bên cạnh coi con búp bê như mẹ đứa lớn tuổi nhất thì tâm lý biến thái tinh thần bất thường đứa nhỏ tuổi nhất có lẽ bị bệnh não bẩm sinh hầu hết những đứa trẻ bị bỏ rơi trong cô nhi viện đều có vấn đề về thể chất hoặc não bộ mới thắng ván thứ nhất thì đã sao? Không phải nói chúng ta hai ván thắng ba à? Nam sinh lớn tuổi nhất dường như đã nghĩ tới điều gì đó, nó đột nhiên bật cười, tôi biết ván thứ hai sẽ chơi trò gì rồi, hy vọng lần này anh có thể gắn gượng được đến cuối cùng. Nam sinh không rời khỏi bếp, mà đi sâu hơn vào bên trong cùng với ba đứa trẻ đi theo còn lại. Trong phòng này không có cửa sổ, vô cùng ngột ngạt. Nam sinh đi đến trong cùng của nhà bếp, mở cửa ra, bên ngoài dường như là nhà ăn của cô nhi viện trong sảnh kính chỉ có ánh sáng duy nhất phát ra từ hai chiếc đèn đêm nhỏ trên bức tường em đưa anh đến chỗ bọn em ăn cơm làm gì chúng ta sẽ chơi trò thứ hai ở đây vẻ mặt của nam sinh khiến cho người ta hơi khiếp sợ một chút trò chơi này tên là sói già sói già mấy giờ rồi chúng ta chọn một người đứng ở cuối nhà ăn bịt mắt lại những người khác thì cùng nhau hỏi sói già sói già mấy giờ rồi khi người đó nói bình thường là mấy giờ chúng ta có di chuyển về phía trước. Khi người đó quay lại, thì chúng ta sẽ không thể di chuyển, đóng giả làm người gỗ. Nếu như người đó nói 12 giờ, hoặc nói đến giờ ăn rồi, chúng ta sẽ phải nhanh chóng chạy trở lại, nếu như ai bị bắt thì người đó sẽ chết. Vậy thì như thế nào mới tính là thắng? Hàng Phi cảm thấy trò chơi không đơn giản như vậy, nam sinh đặc biệt đưa hắn tới nhà ăn của cô nhi viện, như thể nếu ở đây mà nói đến giờ ăn rồi, thật sự sẽ dẫn ra thứ gì đó ai đụng vào sói già trước và chạy về thành công sẽ thắng nam sinh nói rất đơn giản nó chuyển hai chiếc ghế sang hai bên phòng ăn chúng mày ai sẽ đi ra phía nhà ăn làm sói già nam sinh liếc nhìn một vòng cuối cùng nhìn về phía cậu bé bên cạnh hàng phi hay là ván đầu tiên sẽ bắt đầu từ mày trước bọn anh vốn đã ít người rồi vẫn là nên chọn ra một trong bốn người bọn em đi hàng phi kéo cậu bé ra phía sau lưng mình hắn cảm thấy từ sau khi bước vào tòa nhà tất cả trò chơi đều không còn bình thường nữa vậy thì mày đi nam sinh đẩy nhóc béo ra mau qua đó đi nhóc béo dường như là sợ nam sinh sẽ đánh mình miễn cưỡng đi đến đầu bên kia của nhà ăn nhà ăn thực ra cũng không lớn nhưng hàng phi cảm thấy nhóc béo dường như đã đi rất lâu việc la hét ở đây có khi nào sẽ thu hút những người lớn khác đến không không trong ánh mắt nam sinh kia tràn đầy tàn nhẫn bọn họ sẽ không tới nhà ăn vào lúc này. Nhóc béo đã vào vị trí, nó đứng ở cuối nhà ăn quay lưng lại với đám người. Bắt đầu trò chơi thứ hai, Hàng Phi và những đứa trẻ mồ côi khác đứng ở một bên nhà ăn phía gần nhà bếp, đồng thanh nói, sói già, sói già, mấy giờ rồi. Vừa nói câu này ra xong, bên tai Hàng Phi lại vang lên tiếng cười chói tai, ký ức trong đầu hắn loạn lên, tiếng cười điên cuồng trong cô nhi viện màu máu như muốn nhảy ra ngoài vậy. Có phải trước đây mình cũng đã từng chơi trò chơi tương tự như này? Những thứ này dường như mang lại cho mình ký ức đặc biệt. Hàng Phi vẫn ở nguyên chỗ cũ, chờ sau khi hắn áp chế được tiếng cười điên cuồng kia, những đứa trẻ khác đã tiến lên hai bước rồi. Sói già, sói già, mấy giờ rồi? Ba giờ. Nhóc béo quay lưng về phía đám người, tùy tiện nói ra một thời gian. Để không thua trò chơi, Hàng Phi cũng bắt đầu đi về phía trước, khi tất mọi người đều tiến vào trong nhà ăn, chiếc đèn đêm trên tường đột nhiên bắt đầu nhấp nháy trong đó một ngọn đèn trực tiếp vụt tắt ánh sáng lờ mờ chiếu vào khuôn mặt của mấy người một nửa là mặt người một nửa bị khuất trong bóng tối sói già sói già mấy giờ rồi hàng phi cùng vài đứa trẻ mồ côi cùng nhau nói một đứa gầy như khỉ trong số đó thấy nhóc béo không quay đầu lại liền tiếp tục đi về phía trước bốn giờ rồi sau khi nhóc béo nói xong câu này khỉ gầy đã chạy đến giữa nhà ăn chỉ cần đi vài bước nữa là có thể chạm được nhóc béo kia. Sói già, sói già, mấy giờ rồi? Kỷ gầy cố ý kéo dài giọng ra, nó tăng tốc, khi chỉ còn cách nhóc béo 2-3 mét, thì đột nhiên dừng lại. Nhóc béo trước mặt dường như có gì đó không ổn, khỉ gầy nhìn thấy thân hình nhóc béo kia dường như cao hơn trước rất nhiều. Tại sao lại không nói nữa? Đến lượt cậu rồi, cậu phải nói mấy giờ chứ? Tâm lý khỉ gầy có chút bất an, không dám tiến lên phía trước nữa, nhưng đúng lúc này nam sinh lớn tuổi nhất lại hét lớn sói già sói già mấy giờ rồi nghe thấy tiếng hét cơ thể của nhóc béo bắt đầu kịch liệt run rẩy khỉ gầy cũng bị dọa sợ nó nhìn thấy thân hình của nhóc béo ngày càng cao cho đến khi chân không chạm đất với sự trợ giúp của ánh sáng duy nhất trong phòng khỉ gầy đã nhìn thấy thứ gì đó trong bóng tối đang cắn vào đầu nhóc béo đến giờ ăn rồi một giọng nói xa lạ vang lên trong tim tất cả mọi người sau đó khỉ gầy nhìn thấy đầu của nhóc béo trực tiếp biến mất trong bóng tối, như thể nó đã bị thứ gì đó cắn mất. Nó kinh hãi ngồi bệt xuống đất, còn hàng phi liền xoay người ôm cậu bé chạy về phía sau. Ngọn đèn đêm duy nhất còn lại trong nhà ăn nhấp nháy vài cái, khi hàng phi chạy về điểm xuất phát mới dám quay đầu lại nhìn. Nhóc béo không có đầu vẫn đứng nguyên ở vị trí ban đầu, quay lưng về phía mọi người, như thể vẫn đang chơi trò chơi như cũ. Khỉ gầy ngồi liệt cách nhóc béo 3 mét, thân thể không ngừng run rẩy dường như nó đã nhìn thấy thứ trong bóng tối trò chơi không thể kết thúc cho đến khi phân định thắng bại nam sinh lớn tuổi nhất nhìn chằm chằm vào hàng phi vẻ mặt hoàn toàn khác với một đứa trẻ bình thường đó là một khuôn mặt biến thái mang theo một loại oán hận méo mó nam sinh lại lên tiếng sói già sói già mấy giờ rồi kể từ khi bước vào tòa nhà bên trong của cô nhi viện bản chất của trò chơi dường như đã thay đổi ác ý trong lòng con người cũng bị kích hoạt, thua trò chơi ở đây có thể đồng nghĩa với mất mạng. Khi nam sinh lớn tuổi nhất lại hết lên sói già sói già mấy giờ rồi, ánh đèn đêm duy nhất còn sót lại trong nhà ăn bắt đầu nhấp nháy, dường như có thứ gì đó ẩn hiện trong bóng tối dày đặc phía xa. Khỉ gầy vẫn ngồi dưới đất, sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích. Hàng Phi nắm tay cậu bé bên cạnh, không dám tùy tiện tới gần, trong nhà ăn chỉ có nam sinh từng bước về phía trước cho đến khi giọng nói xa lạ lại vang lên một giờ rồi. Lần này Hàng Phi nghe được rất rõ ràng, giọng nói xa lạ truyền đến từ bên kia nhà ăn, chính xác là phát ra từ trên người nhóc béo không đầu. Nhóc béo nói xong, Hàng Phi bắt đầu lui về phía sau, hắn muốn trở lại phòng bếp. Có cùng suy nghĩ với hắn còn có cô bé duy nhất ở đây, sau khi nhìn thấy đầu của nhóc béo bị ăn mất, cô bé đã sợ hãi phát khóc, mặt đầy nước mắt, nhưng không dám khóc ra tiếng. Di chuyển về phía sau, mắt thấy cửa phòng bếp đã ở trước mặt, nhưng phía cuối nhà ăn lại có tiếng động bất thường hình như là vô số con bọ bò tới trong giọng nói khiến người ta sởn tóc gáy đó nhóc béo không đầu bắt đầu chậm rãi xoay người cô bé không nhận thấy sự khác thường của nhóc béo vẫn đang tiến về phía nhà bếp nhưng hàng phi lại có một linh cảm rất xấu hắn tiến một bước dài về phía vị trí của bé gái dùng cơ thể chặn phía trước cô bé vẫn đang di chuyển nhóc béo không đầu hoàn toàn quay người lại máu từ cổ chảy ra thấm ướt quần áo trên ngực như thể có thứ gì đó đang điều khiển nó trong bóng tối cánh tay tròn trịa từ từ nâng lên ngón tay út mũm mĩm chỉ về phía hàng phi hàng phi lúc này không có bất kỳ động tác nào dừng lại tại chỗ không chút động đậy nhưng cô bé phía sau hắn hiển nhiên không nhận ra vấn đề vẫn muốn tiếp tục bước đi cô ấy đã ở rất gần cửa bếp rồi khi vừa bước được một bước cơ thể bé gái đột ngột đổ về phía trước cô bé nhìn chân trái bước về phía trước với vẻ mặt kinh hãi trong bóng tối dường như có một cái miệng đầy răng nanh, chiếc chân trái mảnh khảnh của cô bé đã bị cắt mất một cách gọn gàng sau khi bước vào bóng tối. Cô mất thăng bằng, ngã về phía trước. Cơn đau dữ dội xâm nhập vào não, cô bé ôm nửa cái chân còn lại của mình lăn lộn trên đất đau đớn, khóc lóc thảm thiết vô cùng. Nhóc béo không đầu lúc này đã quay lại, nam sinh lạnh lùng liếc nhìn cô bé đang lăn lộn trên mặt đất, trong con ngươi không có chút thương cảm, mặt không cảm xúc nói tiếp, sói già, sói già, mấy giờ rồi khi nó nói hàng phi kéo cô bé và cậu bé đi tới cửa phòng bếp hắn thử mở cửa phòng bếp nhưng khi chạm vào bức tường tối đen hắn mới phát hiện cánh cửa phía sau đã hòa vào làm một với bức tường trên bức tường hoàn toàn không có cửa sắt chỉ có một cánh cửa dùng sơn vẽ ra không thể quay lại không có cửa sổ không có cửa ra vào nhà ăn này khắp nơi đều quỷ dị vô cùng ngột ngạt đèn đêm vẫn nhấp nháy dường như có thể tắt bất cứ lúc nào nam sinh hình như biết được bí mật ở đây nó chủ động tiến lên các trò chơi trong tòa nhà này đâu có phải dành cho trẻ em chúng rõ ràng là những cái bẫy chết chóc khi hàng phi bắt đầu trò chơi bên tai đã truyền đến tiếng cười điên cuồng tiếng cười điên cuồng trong cô nhi viện màu máu dường như rất phấn khích vì những mini game này tiếp tục khiến hắn phấn khích sẽ phát sinh chuyện gì nếu như đã không còn đường quay lại vậy thì chỉ có thể cố gắng tiến về phía trước Nam sinh biến thái nhất kia nói rằng chỉ cần chạm vào sói già, sau đó thành công chạy trở về thì sẽ thắng, nhưng Hàng Phi cảm thấy đối phương cũng có khả năng đang nói dối. Nhìn những đứa trẻ trong nhà ăn, cách đầu tiên Hàng Phi nghĩ đến để giành chiến thắng là giết tất cả những người tham gia trò chơi ngoại trừ chính mình, nhưng làm như vậy quá mạo hiểm, bản thân hắn cũng có chút không nhẫn tâm. Cách thứ hai, đó chính là giết chết sói già. Logic rất đơn giản, nếu sói già muốn ăn thịt người, vậy thì hãy giết sói già. Sói già trong bóng tối hiển nhiên là mấu chốt của trò chơi này, thắng thua đều phụ thuộc vào nó. Cứ từng bước đến gần nó trước đã. Trong quá trình di chuyển hàng phi liên tục quan sát nam sinh, đối phương thỉnh thoảng lại nhìn trộm chiếc đèn đêm trên tường, dường như chỉ khi đèn sáng nó mới hỏi sói già mấy giờ rồi. Nếu như hỏi sói già mấy giờ rồi khi đèn tắt thì chuyện gì sẽ xảy ra? Sói già chỉ ăn trong bóng tối. Cô gái đau đớn lăn lộn trên mặt đất, khỉ gầy vẫn dừng ở chỗ cách nhóc béo vài mét còn nam sinh đã chạy đến giữa nhà ăn sói già sói già mấy giờ rồi lại là khi đèn đêm sáng trở lại nam sinh mở miệng hỏi đợi một lúc khi chiếc đèn lập lòe một giọng nói truyền ra từ trong bóng tối ở đằng xa bốn giờ rồi nghe kỹ giọng nói đó dường như là giọng nói của nhiều đứa trẻ đang hòa vào nhau réo rắc ảm đạm mang theo hàng ý nồng đậm có khi nào là linh hồn của những đứa trẻ từng chết trong nhà ăn tụ tập lại với nhau không? Quái vật không nhìn thấy là đáng sợ nhất, sau khi Hàng Phi đã tìm ra quy luật, một tay ôm linh đàn, một tay còn lại dắt cậu bé, cũng bắt đầu di chuyển về phía trước. Giữa đêm khuya đen kịt, mấy người chạy tới nhà ăn trong cô nhi viện chơi loại trò chơi này, rõ ràng là một trò chơi rất bình thường, nhưng hiện tại lại trông vô cùng quỷ dị. Bất tri bất giác, nam sinh đã đi được 3 phần 4 đoạn đường, nó đang định nói tiếp thì khỉ gầy trước mặt hình như nhìn thấy gì đó lắc đầu ngoài ngoại đừng hét nữa đừng hét nữa tôi sẽ chết tôi sẽ bị nó ăn thịt đấy khỉ gầy cầu xin nhưng nam sinh không quan tâm trong ánh mắt nó mang theo sự tàn nhẫn khi đèn sáng lại hỏi về phía bóng tối phía xa đèn đêm trên tường bắt đầu nhấp nháy nguồn sáng duy nhất trong phòng cũng chập chờn lúc sáng lúc tối giống như một bệnh nhân sắp chết sau vài lần giằng co đã hoàn toàn dập tắt ngọn lửa sinh mệnh. Nhà ăn hoàn toàn chìm vào bóng tối, âm thanh xa lạ đáng sợ truyền vào tai mọi người cùng với tiếng nhai kinh hãi. 12 giờ rồi. Mỗi khi sói già nói 12 giờ rồi hoặc đến giờ ăn rồi, lũ trẻ sẽ phải chạy lại để tránh bị sói già bắt, nhưng hàng phi không nghe thấy tiếng bước chân, hắn nhìn về phía cách đó không xa, nam sinh đứng yên tại chỗ, không hề chạy về phía sau. Tại sao cậu ta không chạy? Lần này bóng tối kéo dài rất lâu, hàng phi còn tưởng đèn đêm sẽ không bao giờ sáng nữa thì đèn đêm như ma chơi lại thắp sáng bóng tối một lần nữa nhìn sang phía bên kia nhà ăn nơi nhóc béo đứng chỉ còn vết máu và hai chân lại là cậu ta khỉ gầy gục xuống đất mặt tái mét đến đáng sợ dùng hai tay bịt chặt miệng cố hết sức thu mình lại dưới gầm bàn để máu trên mặt đất không chảy đến người mình dừng lại đi đừng chơi nữa cô bé bị cục chân trái hét lên nó đã suy sụp rồi dường như dừng ở sau cùng của đội ngũ sẽ xảy ra chuyện không hay nên cô bé lê cái chân bị gãy nằm bò trên mặt đất sau lưng cô bé kéo theo một vệt máu chói mắt nam sinh hiển nhiên không chuẩn bị dừng lại khi nó lại chuẩn bị nói tiếp đột nhiên nhìn thấy hàng phi đến gần mình trò chơi lúc đầu không thể kết thúc bình thường em hiện tại muốn ngăn cản anh cũng vô dụng chính là tự em muốn chơi trò chơi thì đừng trách người khác đứa trẻ này vô cùng điên rồ cũng không biết trước kia đã xảy ra chuyện gì trong mắt tràn đầy hận cùng ác ý. Sói già, sói già, mấy giờ rồi? Có thể nhìn ra nam sinh lớn tuổi nhất cũng đang rất vội, nó đang điên cuồng che đậy nỗi sợ hãi bên trong. Nhưng lúc đèn đêm bật sáng, nam sinh hét vào hai chân trong bóng tối, khi đèn vụt tắt, nó bắt đầu chờ đợi phản ứng của sói già. Dường như có thứ gì đó đang từ từ kéo dài trong bóng tối, giọng nói chói tai như phát ra từ mọi hướng cùng một lúc. Tới giờ ăn rồi. Tiếng nhai và tiếng la hét của khỉ gầy đồng thời vang lên, không ai trong bóng tối biết được chuyện gì đang xảy ra phía trước. Cứu tôi với. Số 24. Cứu tôi với. Tiếng kêu cứu của khỉ gầy vang vọng trong phòng, nghe xong ai nấy đều toát mồ hôi lạnh. Ba phút trôi qua, cho đến khi tiếng hét của khỉ gầy ngừng lại, đèn đêm trên tường lại được bật sáng. Nhìn về phía cuối nhà ăn, nhóc béo và khỉ gầy đều đã biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại hai vũng máu. Nam sinh chăm chú nhìn về phía cuối nhà ăn, như đang tính toán điều gì đó. Hàng Phi đang nhớ lại những gì khỉ gầy vừa nói, khi nó bị ăn thịt, lớn tiếng kêu cứu, nó đã gọi ra cái tên số 24. Nghĩ kỹ lại, con số trên cánh cổng sắt của cô nhi viện màu trắng này là 024, nếu như vậy, thì có phải nam sinh lớn tuổi nhất biến thái nhất chính là chủ nhân của cô nhi viện này, chính là người mà Hàng Phi đang tìm kiếm. Manh mối đầu tiên là đầu óc có vấn đề, Đứa trẻ này không chỉ đầu óc có vấn đề Mà tính cách cũng vô cùng biến thái Một bụng đầy nước xấu Hai đứa trẻ phía trước đều đã chết Đứa trẻ lớn tuổi nhất dường như biết thời cơ đã đến Nó trong miệng vừa hét lên sói già sói già mấy giờ rồi Vừa dùng hết sức phóng về phía trước Hàng Phi cũng nhận ra có gì đó không ổn Thiên Phú chạy như bay và Thiên Phú tuần tra nửa đêm đồng thời phát huy tác dụng Hắn ôm lấy cậu bé nhỏ bên cạnh Theo sát phía sau nam sinh kia mắt thấy nó định chạy sang phía bên kia của nhà ăn hàng phi từ trong ô vật phẩm lấy ra một sợi xích có dính lông động vật ném thẳng vào người nó sợi xích nhiễm vô số miền rủa và tự ý chạm vào gáy nó giống như móng vuốt của một con thú trực tiếp cuốn lấy nam sinh nam sinh chỉ còn cách phía bên kia nhà ăn vài bước nhưng lại bị hàng phi kéo lại không thể đi về phía trước nữa sau một lúc chậm trễ hàng phi đã đuổi kịp nó với cậu bé trên tay cả ba người gần như đứng cạnh nhau thành một hàng Nam sinh nhìn sợi xích trên cổ mình, đôi mắt tức giận đỏ hoe, trên cổ hiện lên những mạch máu màu đen. Lập tức là có thể đến đó, nhưng lại bị xiềng xích của hàng phi trói chặt, nó không hiểu sao một nhân viên chăm sóc lại mang theo một sợi xích dày cột bên mình như vậy. Ngón tay nắm chặt sợi xích, nó nhìn chầm chầm hàng phi, hai mắt như lồi ra khỏi hốc, anh chơi ăn gian. Không biết xấu hổ. Đây chính là xã hội. Trong mắt hàng phi không có chút đồng cảm nào, hắn đang nói trước cho đứa trẻ biết thế giới người lớn phức tạp như thế nào thả sợi xích ra nam sinh thực sự lo lắng rồi như thể đang phát bệnh vậy dùng hai tay nắm lấy hai bên sợi xích từng chút một kéo sợi xích dính đầy lông thú ra khỏi da thịt của mình vẻ mặt của hàng phi không có bất kỳ phản ứng gì nhưng thực ra nội tâm vô cùng kinh ngạc hắn không cảm nhận được âm khí trong người nam sinh nhưng nó dường như đã kéo được sợi xích nhiễm đầy nguyền rủa ra hoàn toàn bằng chính sức lực và ác ý của mình sợi xích lỏng ra ngay khi nó chuẩn bị thoát đèn ngủ trên tường lại vụt tắt lúc này cả hàng phi và nam sinh đã đi đến đầu kia của nhà ăn trước mặt bọn họ là hai vũng máu sau khi tiến lại gần hàng phi đang nghe truyện trên tv audio cv cũng cảm nhận rõ ràng những thay đổi trong bóng tối hắn và nam sinh đều không dám động đậy nhưng đúng lúc này phía sau bọn họ cô bé nằm trên mặt đất đột nhiên lên tiếng sói già sói già mấy giờ rồi Giọng nói lanh lảnh của đứa trẻ vang lên trong nhà ăn, Hàng Phi và Nam Sinh đều cảm thấy lạnh sống lưng. Bóng tối trước mặt bọn họ càng thêm nồng đậm, con sói già đã ăn thịt không biết bao nhiêu đứa trẻ trong nhà ăn cuối cùng cũng sắp xuất hiện. Một bóng đen xẹt qua vết máu trên mặt đất, bóng tối dường như từ từ thay đổi hình dạng, dần dần hiện ra đường nét của đầu một con sói to lớn. Đầu của con sói treo đầy thi thể không đầu của trẻ con, khi nó di chuyển trong bóng tối, tất cả các thi thể sẽ dồn lại va vào nhau như thể nốt nhạc của chết chóc vậy sói già sói già mấy giờ rồi vốn dĩ chỉ là một trò chơi nhưng nỗi sợ hãi của những đứa trẻ trong cô nhi viện từ từ ngưng tụ lại với nhau tạo thành một con quái vật to lớn có một không hai như vậy hàm răng sắc bén từ khóe miệng lộ ra cái đầu sói to lớn há miệng tiếng nói của vô số trẻ con hòa vào nhau rồi phát ra từ miệng sói già đến giờ ăn rồi con quái vật được hình thành bởi nỗi sợ hãi của vô số đứa trẻ đã mở miệng trong bóng tối nó nhắm thẳng vào đầu của hàng phi cắn xuống ngay lúc đó hàng phi cảm giác như cả bóng tối trong nhà ăn đang dồn về phía mình hắn vươn tay muốn mở nắp linh đàn nhưng lúc này một tiếng cười điên cuồng từ sâu trong tâm trí truyền đến khóe miệng không khống chế được nhếch lên đáy mắt bị ký ức màu đỏ như máu chiếm giữ đã không còn nhìn thấy một chút lòng trắng nào cùng lúc đầu con sói cắn xuống vô số mảnh ký ức xa lạ hiện lên trong tâm trí hàng phi cũng ở nhà ăn cô nhi viện vào đêm khuya khi còn nhỏ hắn đứng ở cuối nhà ăn màu đỏ như máu quay lưng về phía tất cả mọi người khi tiếng sói già sói già mấy giờ rồi vang lên đứa trẻ đó từ từ quay lại trên tay nó đang cầm một con dao nhọn trên má và bộ quần áo trước mặt đều là máu tươi đang chảy tí tách tí tách đến giờ ăn rồi trong đầu truyền đến cơn đau nhói Khóa cửa của cô nhi viện trong tâm trí Hàng Phi rung lên, tiếng cười điên cuồng và Hàng Phi cùng nhau nói, đến giờ ăn rồi. Sau khi hắn thốt ra những từ này bằng giọng điệu đặc biệt đó, con quái vật tạo thành từ nỗi sợ hãi của những đứa trẻ ngay lập tức tan rã, chạy trốn về phía bóng tối xung quanh, như thể Hàng Phi mới là sói già trong bóng tối sâu nhất của cô nhi viện. Thân thể nặng nề ngã trên mặt đất, Hàng Phi cảm giác đầu sắp bị xé nát, giữa cơn đau dữ dội, một đoạn ký ức đã quên nào đó bị đánh thức. Mình trước đây cũng đã từng chơi trò chơi này. Hơn nữa sói già chính là mình. Ký ức trong tâm trí hàng phi hiện lên trong tiếng cười điên cuồng, đứa trẻ cầm con dao sắc bén, toàn thân đầy máu tươi, nhìn về phía sau lưng mình, trên mặt còn nở nụ cười. Cảnh tượng hiện ra trong ký ức không tìm thấy thi thể, nhưng cùng với việc đứa trẻ quay đầu lại, tất cả mọi nơi đều bị nhuộm đỏ. Nhà ăn một vùng đỏ như máu và nụ cười tỏa nắng trên gương mặt đứa trẻ tạo thành một sự tương phản sắc nét không gì sánh được từ trong mảnh ký ức không thể hiểu vì sao đứa trẻ lại cười cậu dường như đã mất hết cảm xúc của con người chỉ biết nở ra nụ cười ấm áp chữa trị ấy đèn đêm trong nhà ăn lại sáng trở lại ánh sáng mờ ảo xua tan bóng tối sói già cùng hai vũng máu trên mặt đất biến mất khỉ gầy và nhóc béo dường như chưa từng xuất hiện ở đây vậy mọi thứ dường như đều trở lại bình thường chỉ có hàng phi ôm đầu ngã xuống đất hắn dùng hai tay ôm chặt đầu như thể nếu không làm như vậy đầu sẽ chia làm đôi cơn đau kích thích mọi dây thần kinh những vết máu loang ra từ cô nhi viện màu máu đã nhuộm đỏ rất nhiều ký ức của hàng phi nỗi sợ hãi của tất cả những đứa trẻ trong cô nhi viện màu trắng đã biến thành sói trong cô nhi viện màu máu mình chính là sói một con đã ăn thịt vô số đứa trẻ một con thì dường như đã ăn hết tất cả cảm xúc và tính cách đứa trẻ đứng một mình ở một đầu nhà ăn toàn thân đầy vết máu sau đó cầm dao nhọn quay đầu lại Hàng Phi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ có trải nghiệm như vậy, những trò chơi ở cô nhi viện này dường như đều là những trò mình đã từng chơi trước đây, chơi lại những trò chơi này nói không chừng có thể kích thích mình nghĩ ra được nhiều thứ hơn. Lý trí và tiếng cười cùng loạn vẫn luôn chiến đấu, Hàng Phi cố gắng hết sức để trấn áp bản ngã trong cô nhi viện màu máu. Khi tâm trí sắp biến thành biển máu, xung quanh cô nhi viện màu máu xuất hiện những sợi xích ký ức, đại diện cho sự xuất hiện của đứa trẻ thời thơ ấu của Hàng Phi và hai hồn thiện ác mỗi người trong số bọn họ đang cầm một sợi xích trên tay, như thể để ngăn không cho cô nhi viện màu máu nổi lên trong tâm trí. Toàn bộ ký ức thời thơ ấu, linh hồn thiện ác, tà ác thuần túy, tất cả mọi thứ đều đang chặn đứng cô nhi viện màu máu, tiếng cười trong cô nhi viện màu máu này tượng trưng cho điều gì. Ở những nơi khác thiện ác đều là như nước với lửa, nhưng trong tâm trí hàng phi, thiện ý và ác ý vậy mà lại như anh em ruột vậy. Cô nhi viện màu máu rung rẩy cuối cùng cũng trở lại bình thường, trong tâm trí Hàng Phi cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều mảnh ký ức, tất cả đều liên quan đến trò chơi sói già. Cơn đau từ từ giảm bớt, Hàng Phi ngồi trên mặt đất, khóe miệng cùng khóe mắt như thể bị xé rách, rỉ ra máu tươi. Mở ô vật phẩm ra, Hàng Phi lấy quả tim lợn do từ cầm làm, cắn một miếng lớn. Nuốt thức ăn là cách tốt nhất để đồ tể nửa đêm giảm bớt căng thẳng. Lượng máu từ từ khôi phục, Hàng Phi từ trên mặt đất đứng dậy, hắn cũng lại nhận được nhắc nhở khác của hệ thống. Người chơi số 0000, hãy chú ý. Bạn đã thành công cùng những đứa trẻ hoàn thành trò chơi thứ hai. Nhận phần thưởng nhiệm vụ manh mối 2. Manh mối 2, đứa trẻ mà bạn đang tìm kiếm, là đứa trẻ hư nhất trong lòng tất cả. Manh mối thứ hai đã rất cụ thể, đa số trẻ mồ côi đều không đáp ứng được yêu cầu. Đứa trẻ hư nhất trong lòng tất cả. Cái thằng chơi trò sói già với mình chính là đứa trẻ hư nhất, mọi người đều sẽ bí mật nghĩ nó là thằng khốn nạn, nhưng chỉ dám nghĩ mà không dám nói ra, có điều cậu bé đi theo bên cạnh mình cũng bị tất cả mọi người cô lập, không ai thèm chơi với nó, cho rằng nó là đứa trẻ hư không nghe lời của bảo mẫu. Nếu như không phải vì chưa thể chắc chắn, e rằng hàng phi đứng dậy là sẽ cho nam sinh kia một nhát dao. Lúc này nam sinh đã chạy về phía sau, nó đấm cô bé gãy chân hết cú này đến cú khác. Khi tình thế đang rất nguy cấp vừa rồi, cô bé đột nhiên lên tiếng, muốn hại chết cả hàng phi và nam sinh kia. Mọi đứa trẻ trong cô nhi viện này đều không thể coi thường, tuyệt đối không được bất cẩn chỉ vì chúng là trẻ con, nếu không đến chết cũng không biết mình chết thế nào. Thu lại sợi xích trên mặt đất, hàng phi ấn chặt đầu nam sinh xuống, trong mắt tràn đầy sát khí, dừng tay. Trong cô nhi viện này càng chơi nhiều trò chơi càng tốt, Hàng Phi chuẩn bị trước khi hận ý đến cố gắng thử nhiều trò chơi, hắn muốn tìm hiểu rõ quá khứ của mình. Trước đây hắn không thể gánh chịu hậu quả khi lấy lại ký ức màu máu, nhưng bây giờ hắn đã có quyền tiếp cận sự thật. Vừa rồi là ai thắng? Hàng Phi lạnh lùng mở miệng, nam sinh ngẩng đầu nhìn hắn, trong đáy mắt ẩn chứa một sự hung ác, ai chạm vào sói già trước thì người đó thắng, nhưng vừa rồi chúng ta đều không chạm vào sói già, vậy coi như là hòa. Nam sinh nói xong, có vẻ sợ Hàng Phi sử dụng bạo lực, liền rụt cổ lại. Được vậy chúng ta chơi trò thứ ba. Hàng Phi vừa nói xong, tay liền bị cậu bé bên cạnh nắm lấy, đối phương thuyết phục Hàng Phi, đừng chơi nữa, chúng ta đi trước đi. Nam sinh cũng không ngờ Hàng Phi lại dễ nói chuyện như vậy, thấy hắn đồng ý, nó lập tức lấy lại tinh thần, ba ván thắng hai, trò chơi tiếp theo nếu như anh có thể thắng, vậy sau này tôi sẽ tuyệt đối nghe lời anh, anh bảo tôi làm gì cũng được. Con thú nhỏ này đầy một bụng nước xấu, trong mắt nó con người cũng không khác gì những động vật khác, hơn nữa lại vô cùng tự tư tự lợi. Sau khi nó hại chết khỉ gầy và nhóc béo xong không hề có chút gánh nặng tâm lý nào, nhưng sau khi nó bị cô bé hãm hại, thì lập tức quanh đầu chuẩn bị đánh chết cô bé. Tính mạng của người khác trong mắt nó giống như là một món đồ, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Hàng Phi đã in sâu mọi hành vi cử chỉ, lời nói của những đứa trẻ mồ côi này trong tâm trí, hắn cảm thấy những đứa trẻ này không có đứa nào tốt đẹp, bọn chúng dường như đã bị dạy hư hết rồi, biến thành những quả táo độc với vẻ ngoài bình thường nhưng bên trong sớm đã thối rửa. Trò chơi tiếp theo cũng là trò chơi mà chúng tôi thường hay chơi, ở căn phòng trong sâu hơn nữa. Nam sinh cẩn thận che giấu ác độc cùng hận ý trong mắt, đều là những đứa trẻ trong cô nhi viện, dáng vẻ nam sinh lúc này và hàng phi lúc nhỏ lại hoàn toàn khác nhau. Trong mảnh ký ức của hàng phi, mặc dù đang cầm một con dao sắt, toàn thân đầy máu, những nơi đi qua sẽ biến thành màu đỏ, nhưng trên mặt hắn luôn nở một nụ cười ấm áp, trong đôi mắt dường như luôn luôn có ánh sáng, những thứ này căn bản sẽ không bởi vì môi trường xung quanh thay đổi mà thay đổi. Qua sự so sánh đơn giản này, Hàng Phi cũng phát hiện sự khác biệt của mình, mình lúc đó dường như ngoại trừ mỉm cười đã mất hết những cảm xúc khác, bây giờ thì lại ngược lại. Nam sinh nắm lấy cô bé trên mặt đất, cưỡng bức mang theo cô bé đi cùng, đi về phía cuối nhà ăn. Đẩy cửa nhà ăn ra, bên ngoài là hành lang tối om, hai bên hành lang không có cửa sổ, giống như một cái mỏ quặng chôn sâu trong lòng đất vừa bước vào đã khiến người ta cảm thấy ngột ngạt đến không thở nổi ánh sáng yếu ớt phản chiếu trên những bức tường ố vàng ngọn đèn đêm ở giữa hành lang là nguồn sáng duy nhất ở đây nam sinh lớn tuổi nhất bịt miệng cô bé lại bản thân nó cũng đi chậm lại nhẹ nhàng không dám phát ra âm thanh nào bên trong cô nhi viện rộng lớn hơn nhiều so với khi nhìn từ bên ngoài những cánh cửa đen kịp đóng chặt trên tường không treo bất kỳ biển hiệu nào hàng phi cũng không biết đằng sau cánh cửa ẩn chứa thứ gì chính là ở đây nam sinh kéo cô bé bị gãy chân dừng lại ở sâu trong hành lang nó chỉ vào cánh cửa trước mặt trò chơi thứ ba có tên là phòng cắt tông chúng tôi không có quá nhiều đồ chơi ở đây mọi người sẽ thu thập các hộp cắt tông dùng để vận chuyển trái cây và rau quả sau đó sử dụng những hộp rách đó để xây nên những căn nhà và lâu đài trò chơi là xem ai xây dựng lâu đài đẹp hay sao Hàng phi có năng lực thẩm định nghệ thuật, cho dù là thẩm mỹ của âm giang hay thẩm mỹ ở dương giang, hắn đều có thể đáp ứng. Không, chúng tôi sẽ nấp trong những hộp cắt tông đó, anh không được dùng bất kỳ cách gì phá hỏng chiếc hộp, chỉ có thể nhìn bằng mắt. Giới hạn thời gian 5 phút, anh có 3 cơ hội chạm vào hộp, nếu như anh không chọn trúng cái hộp mà chúng tôi đang nấp, nghĩa là chúng tôi thắng. Nam sinh có vẻ vô cùng tự tin. Như kiểu chơi trốn tìm sao. Hàng phi gật gật đầu, được. Anh ở bên ngoài đợi một phút trước. Hai tay dùng lực, nam sinh đẩy cửa ra, nó cùng cô bé bước vào. Cửa bị đóng lại, hàng phi ghé sát trên cánh cửa nghe ngóng, sau khi hai đứa nhỏ vào trong phòng, tiếng bước chân đã biến mất, không nghe thấy một chút thanh âm nào, vô cùng quái dị. Trong lòng thầm đếm thời gian, Hàng Phi phát hiện đèn đêm ngoài hành lang bắt đầu tối hơn, trong bóng đêm dường như có thứ gì đó đang tới gần. Chơi trò chơi trước, sau đó sẽ suy xét đến những thứ khác sau. Hàng Phi biết đạo lý tò mò sẽ hại đến thân, hắn không có dừng ở hành lang, sau khi đếm xong một phút đồng hồ liền cùng cậu bé đi vào trong phòng. Trong không khí phiêu tán mùi hôi thối nhàn nhạt, cảnh tượng trước mắt không hề kích thích đến tiếng cười điên cuồng, khiến Hàng Phi yên tâm một chút. Căn phòng này thật kỳ quái. Căn phòng không lớn lắm chất đầy các căn phòng nhỏ được làm bằng các hộp cắt tông gấp lại, hầu hết các căn phòng đều được làm trông giống như những ngôi mộ, phải nói rằng tác phẩm của những đứa trẻ này rất thực tế bọn chúng đang trốn ở trong này. Những hộp giấy vụn này không được đặt phẳng trên mặt đất, hầu hết các hộp được xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác, sắp xếp một cách vô cùng lộn xộn. Xem ra bọn em bình thường đều rất hay chơi trò chơi này. Hàng Philip nhìn cậu bé bên cạnh, cậu bé nhìn mấy nhà cắt tông, trong mắt có chút khen tị. Chỉ có bọn họ mới có thể chơi, mỗi lần đều là bọn họ cướp hết tất cả các hộp cắt tông, sau đó kiến tạo hoặc phá hủy chúng, em chỉ có thể đứng xem, không được tham gia tại sao bọn chúng không chơi cùng với em hàn phi đưa ra câu hỏi mà hắn sớm đã muốn hỏi bọn họ luôn nói em là một đứa trẻ hư chạy lung tung không nghe lời bảo mẫu và giáo viên hình như nếu chơi với em sẽ bị bảo mẫu trừng phạt vậy em có ghét bảo mẫu đó không nếu như em có cơ hội để cô ấy biến mất vĩnh viễn em có lựa chọn để cô ấy biến mất không ý của anh là giết chết cô ấy sao khó có thể tưởng tượng một đứa trẻ lại có thể thản nhiên nói từ giết như vậy. Em có thể hiểu là như vậy. Vậy thì em sẽ không để cô ấy biến mất, cô ấy chỉ là ghét em mà thôi. Trên thế giới này người ghét em có rất nhiều, em cũng không thể làm cho tất cả đều biến mất. Cậu bé đang suy nghĩ rất nghiêm túc về điều này. Nhưng nếu như bọn họ muốn em biến mất thì sao? Em có phản kháng không? Câu hỏi của Hàng Phi quá nặng nề đối với một đứa trẻ suy nghĩ hồi lâu cậu bé vẫn lắc lắc đầu nếu như bọn họ muốn giết chết em vậy em sẽ trốn ở một nơi bọn họ không tìm thấy bọn họ không nhìn thấy em cũng giống như là em đã biến mất rồi đúng em sẽ làm như vậy cậu bé trả lời trông có vẻ như không có chủ ý nhưng lại khiến con ngươi hàng phi khẽ co giật giày trắng nhỏ trong hiện thực ban đầu dường như trốn ở một nơi mà không ai có thể tìm thấy mọi người không tìm thấy cuối cùng chỉ tìm ra thi thể cậu Nhớ lại những bức ảnh do mèo lưu ly cung cấp, đứa trẻ đi giày trắng trong một bức ảnh cũng rất thích chạy nhảy lung tung. Dấu hiệu này cho thấy phải có mối liên hệ nào đó giữa cậu bé này và giày trắng nhỏ. Trong lúc Hàng Phi còn đang suy nghĩ, cậu bé đột nhiên giơ ngón tay chỉ về góc đông bắc trong phòng, rất phấn kích hét lên một tiếng, mẹ. Nhìn vào đó, Hàng Phi thấy con búp bê phụ nữ bị ném lên trên một số hộp cắt tông. Bọn chúng nói rằng không thể chạm vào và phá hủy những chiếc hộp, nhưng không nói rằng không thể chạm vào con búp bê. Hàng Phi đến gần góc phía đông bắc của căn phòng, hắn đi vào bên trong mới phát hiện, xung quanh dày đặc đều là những chiếc hộp bị xếp lại, chiếc này sát chiếc kia, trông giống như ngôi mộ này đến ngôi mộ khác, trong một căn phòng tối tăm như này trông cũng rất đáng sợ. Không thể đi về phía trước nữa. Con búp bê cách bọn họ quá xa, nếu muốn tiếp tục đi về phía trước, nhất định sẽ đụng phải những cái hộp dưới mặt đất. Nhìn chầm chầm vào con búp bê, Hàng Phi đang nghĩ cách làm thế nào để lấy nó xuống, trả lại cho cậu bé, thì đột nhiên nhìn thấy ngón tay con búp bê buông thõng xuống bụng, tay dường như đang chỉ về một hướng nào đó. Nhìn theo tay của con búp bê, ở khe hở của hộp cắt tông mà nó chỉ vào vừa hay có một sợi tóc đen lộ ra. Con búp bê này đang nhắc cho mình sao? Hàng Phi đang định chọn chiếc hộp đó thì ánh mắt lại phát hiện ra thứ khác. Bên mép hộp bên cạnh còn sót lại một mảnh quần áo nhỏ của cô bé, hình như vội vàng trốn vào quên giấu hết quần áo vào trong hộp lại nhìn về phía xa còn có một nửa lòng bàn tay duỗi thẳng vào khe của hộp cách đó một mét đáy của chiếc hộp ở phía xa thì đang rỉ máu bên ngoài mấy chiếc hộp này đều cách nhau rất xa tóc tay và quần áo đều không ở cùng với nhau ngón tay thon trắng là thuộc về cô bé quần áo và mái tóc dài cũng vậy bây giờ có hai khả năng thứ nhất là trong căn phòng giấy vẫn còn có thứ khác nữa trong căn phòng này không chỉ có vài người chúng ta Thứ hai, cô bé đã bị chia thành nhiều phần khác nhau, lần lượt bị giấu trong những căn phòng giấy khác nhau. Nếu như bọn chúng chia hai người thành bốn phần, vậy mình chỉ có ba lựa chọn, nhất định sẽ không thể tìm thấy đủ tất cả. Hàng Phi biết con thú nhỏ kia sẽ dở trò, nhưng không ngờ đối phương lại có thể làm như vậy. Có lẽ là không đâu. Cậu bé biết rất nhiều, nhưng cho dù là như vậy khi nghe Hàng Phi nói cũng phải giật bắn mình, cho dù là trong cô nhi viện ở âm giang cũng rất ít khi chơi như thế này cũng có thể là do anh đã suy nghĩ quá phức tạp rồi. Hàng Phi khẽ gật đầu, sau khi nam sinh và cô bé vào trong phòng, bọn chúng chỉ có thời gian một phút, muốn hoàn thành phân chia và giấu trong một phút rất khó, hơn nữa ở bên ngoài cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng la hét nào. Nếu như hai đứa trẻ đều không sao, vậy có nghĩa là còn có những thứ khác được giấu trong những căn phòng cắt tông này. Hàng Phi hỏi cậu bé, khi em xem bọn họ chơi phòng cắt tông, có phát hiện thấy chuyện gì tương đối kỳ lạ không? mọi người đều đặc biệt thích chơi phòng các tông, có điều bảo mẫu đã từng nói, mỗi người sau khi thiết lập xong căn phòng của chính mình đều không được trực tiếp đi vào, phải gõ cửa trước, nếu như không có ai mở cửa, thì bọn họ mới có thể đẩy cửa đi vào. Đây là thói quen gì vậy? Hàng Phi cao mày nhìn những căn phòng kia, hắn ngoài mặt thì là đang chơi trò chơi, nhưng thật ra trong đầu lại đang kiểm tra bản ngã kia của mình. Có thể hắn đã chơi trò chơi này trước đây, chỉ cần chơi nó thì có thể kích hoạt ký ức về quá khứ. Mặc dù quá trình nhớ lại quá khứ vô cùng đau đớn nhưng Hàng Phi vẫn muốn làm mọi cách để tìm lại bản ngã đã mất của mình. Cái tên nam sinh biến thái kia cho Hàng Phi thời hạn 3 phút, khi chỉ còn một phút, hắn quyết định thử một chút. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.